chương 1700, giết tới tan vỡ thượng. Ý tứ ma chủ là sẽ không bị lăng hàn ảnh hưởng, nhưng chỉ cần lăng hàn bước vào sáng thế cảnh, vậy coi như là thiên ma cũng phải bị ảnh hưởng, chỉ là hiệu quả sẽ không mạnh. Cái run dế này cũng có tiên thuật, lẽ nào hắn cũng không phải báo đất gì, mà đến từ cấm địa nào đó. Trong bóng tối, trịnh mạc không có làm bừa, hắn phát hiện thị lực, thính lực cùng với thần thức cảm ứng của mình đều bị hạn chế ở trong một phạm vi cực nhỏ. Hắn trung quy là hàng hà cực cảnh, Tuy cực giả dạ chi ám có thể ảnh hưởng hắn, nhưng muốn hoàn toàn che đậy ngũ giác của hắn là không thể. Nhưng ngay cả Lăng Hàn ở đâu cũng không biết, hắn lại đánh bại Lăng Hàn thế nào. Lăng Hàn nở nụ cười, tay phải thò ra, tóm về phía trịnh mạc. Phi Long tàn ảnh thủ, đó là tiên thuật, oanh, tay phải hóa thành một vuốt rồng màu vàng, nhanh vô cùng, nếu không sao dám xương tàn ảnh. Cái này nhanh đến mức ngay cả võ giả cung cấp cũng chỉ có thể bắt lấy một tia tàn ảnh mà thôi. Trịnh mạc biến sắc, ở dưới cực giả dạ tri ám, phản ứng của hắn nguyên bản chậm hơn vài nhịp, hiện tại lại có công kích nhanh như vậy đánh tới, tự nhiên để hắn cực kỳ chật vật. Còn có, Lăng Hàn cười nói, tay phải của hắn vẫn vận chuyển Phi Long Tàn Ảnh Thủ, mà tay trái thì đánh ra Lôi Đình Kiếm Pháp, cái này đồng dạng lấy nhanh tăng trưởng. Phải biết, trong Lôi Đình Kiếm Pháp còn dung hợp với Nguyệt Thiên Thu, đây chính là bốn môn tiên thuật. Liên hỏi minh giới đương đại, còn có ai có thể đồng thời triển khai bốn môn tiên thuật? Coi như có thể học được bốn môn tiên thuật lại có năng lực đồng thời triển khai sao? Chỉ có Lăng Hàn, đương nhiên, sau này nữ hoàng tất nhiên sẽ càng thêm châu bò, bởi vì nàng có chín phân thân, trên lý thuyết có thể đồng thời triển khai 10 môn tiên thuật, cái này ngẫm lại cũng làm cho người lạnh sống lưng. Trịnh mạc mệt mỏi ứng đối, hắn không ngừng trúng chiêu, từng đạo từng đạo kinh khí xẹt qua, lưu lại từng vết thương ở trên người hắn, nếu không phải trên người hắn còn có vải giáp màu đen, cứng rắn không thể phá vỡ, thì hắn không chỉ là tứ chi và trên mặt bị thương. a à, hắn gầm lên giận dữ đột nhiên thổi qua một hơi miễn cưỡng thổi đi hết thảy hắc ám tinh hà óng ánh hơn hai triệu ngôi sao đồng thời phát quang hắn cuối cùng nuốt lời vận chuyển hết thảy lực lượng tinh thần tất cả mọi người cũng không nói gì trước cách hắc ám không nhìn thấy nhưng hiện tại hắc ám tản đi bọn họ có thể nhìn thấy trên người trịnh mạc khắp nơi là tổn thương có thể tưởng tượng lúc đó tình huống của hắn gây gâu cỡ nào đổi lại mình có thể cũng bị ép ra toàn lực hay không đại khái là sẽ đây là bản năng của võ giả. Sắc mặt của trịnh mạc tái xanh, hơi trần chờ một chút, nhưng vẫn hung hãn ra tay, tóm về phía lăng hàn. Nếu bị ép dùng ra toàn lực, hắn cũng không thèm đến xỉa, không bằng đơn giản bắt lăng hàn. Hừ, ánh mắt của lăng hàn phát lạnh, nếu trịnh mạc hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đánh nhau cung cấp, vậy cho dù thất bại, hắn cũng tồn một phần kinh ý với đối phương, nhưng người muốn ỉ vào cảnh giới cao bắt nạt ta. Vậy ngươi liền tự thực ác quả đi, vô, 27 tòa sát trận trong cơ thể đồng thời phát động, cả người Lăng Hàn nhất thời tỏa ra khí tức đáng sợ. Hắn giơ lên tay phải, đầu ngón tay có một đạo ánh sáng chỉ dài một tấc, nhưng dù là ai nhìn một chút cũng sẽ tâm linh rung động, hoảng sợ bất an. Trịnh Mạc Nguyên bản đã giết tới, nhưng lại mạnh mẽ dừng thế xông lên, dáng dấp cực kỳ quái đản. Hắn nhìn chằm chằm ánh sáng trên tay Lăng Hàn, sắc mặt thay đổi. Đó là cái gì? Siêu cấp vô địch, chém thiên diệt địa, giết hết thảy. Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói: Trịnh Mạc không phải ngu ngốc, ngay lập tức tỉnh ngộ lại đây là Lăng Hàn đang đùa hắn, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói. Tranh đua miệng lưỡi, nhưng trước thực lực tuyệt đối, ngươi chỉ có phần bị nghiền ép. Lăng Hàn không khỏi cười, vậy ngươi còn không ra tay. Mặc dù Trịnh Mạc nói xem thường, nhưng nửa điểm cũng không dám khinh thường, tuy cái kia chỉ là một vệt ánh sáng, nhưng hắn phảng phất như ở trong thân thể của Lăng Hàn nhìn thấy một hồng hoang man thú, nếu lao ra, có thể hủy diệt tất cả. Hắn nghiêm nghị, Lúc này về mặt lực lượng hắn có ưu thế không gì sánh nổi, nhất định phải hảo hảo lợi dụng. Hắn cách không đánh tới lăng hàn một quyền, lực lượng kinh khủng hóa thành vô số đạo kình phong, cũng không dùng công pháp gì, chính là dựa vào lực lượng nghiền ép. Đây là đấu pháp rất thông minh, dốc hết sức có thể phá vạn pháp. Lăng hàn giết ra ngoài, khi kình lực oanh đến, cả người hắn tỏa ra trận quang, dễ dàng liền chém nát kình lực kéo tới, hoàn toàn không bị chặn, tiếp tục giết tới trịnh mạc, như vạn pháp không dính. Cái này, Trịnh Mạc sợ đến lông tơ dựng thẳng, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được nguồn lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể Lăng Hàn kia, nhưng hắn đã đem lời nói đến mức như vậy, hơn nữa cũng đã toàn mở sức chiến đấu, còn không thấy ngại né tránh sao? Hắn cắn răng một cái, tay trái nổ ra, đón lấy Lăng Hàn. Oanh, quyền lực tuôn ra, hắn vẫn cẩn thận, không muốn cùng Lăng Hàn khoảng cách gần giao chiến. Lăng Hàn xông thẳng, sát trận phát huy, hắn căn bản không thể ngăn cản, ép thẳng tới trước người Trịnh Mạc. Oanh, oanh, oanh trịnh mạc bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cùng lăng hàn đấu đối diện xuất liên tục ba quyền mới bước lui lăng hàn hắn giơ tay nhìn chỉ thấy tay trái đã máu thịt be bét sát trận thật đáng sợ cho dù hắn lấy nguyên lực bao vây nắm đấm cũng vô dụng vẫn bị cắt tới vết thương đầy giấy mọi người cũng ngơ ngác hiện tại tay phải của trịnh mạc đứt đoạn mất tuy tay trái không gãy nhưng không có tốt hơn chỗ nào có thể nói là bại không thể bại hơn lăng hàn rõ ràng không có sử dụng bất luận bảo khí gì thực lực của người ngoại lai này, quá kinh người, vương giả cực cảnh tu ra 200 vạn ngôi sao cũng thua chỉ kém em, e chỉ có vương giả tu ra 300 vạn ngôi sao trở lên mới có tư cách ngang hàng, nói cách khác, Lăng Hàn đã trở thành bá chủ tuyệt đối trong hàng hà cảnh, có thể ngang hàng chuẩn mặc, diệp toàn, lưu thành, có thể chiến thắng bọn họ, chỉ có sáng thế cảnh. Nhưng vấn đề là, hiện tại Lăng Hàn mới chỉ là đại cực vị, nếu như hắn bước vào hàng hà cực cảnh, vậy có thể mạnh mức độ cỡ nào, có thể ngang hàng ma chủ sao? Lăng Hàn đắc thế không tha người, hắn không có trêu ai chọc ai, dựa vào cái gì luôn bị nhầm vào. Hắn không có tính khí sao? Chương 1701, giết tới tan vỡ hạ. Oanh, oanh 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 oanh, hắn ra quyền như mưa, sát trận lưu chuyển, hắn phảng phất như tu la ma vương ở trong địa ngục, sát khí ngút trời. Trịnh Mạc không cam lòng chịu thua, nếu như trước mặt mọi người thừa nhận không địch lại một hàng hà cảnh đại cực vị, hắn còn có mặt mũi gặp người sao? kết quả này chính là vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng nặng cuối cùng hắn không thể không kích hoạt phải giáp ở quanh người hình thành một tấm chắn lúc này mới chặn được công kích của lăng hàn đây là một ma khí là một trong trí bảo truyền thế của trịnh gia bởi vì hắn quá kiệt xuất mới đặc biệt ban thưởng cho hắn chỉ có thể dùng để phòng ngự chính là bảo mệnh cho hắn hắn cách sáng thế cảnh chỉ thiếu chút nữa bởi vậy gần như có thể hoàn toàn kích phát phải giáp này chỉ ít lực lượng dưới ma chủ là không thể đánh tan hai người chiến đấu rốt cuộc cân bằng bởi vì phòng ngự của lăng hàn ở trong hàng hà cảnh hầu như chính là vô địch hai người ai cũng tổn thương không được ai nhưng ai cũng biết trịnh mạc thua hơn nữa thua cực thảm sức chiến đấu toàn mở thậm chí đã vận dụng ma khí nhưng lại chỉ có thể hòa nhau ngừng tay lưu cảm cũng không nhìn nổi cái này không phải chơi xấu sao hắn ra tay một trường tách lăng hàn cùng trịnh mạc ra như vẽ ra hai thiên địa đây chính là thực lực của huyền ma đều cố gắng nỗ lực mấy người xếp hạng cuối cùng phải chú ý liên tục ba lần lót đáy các ngươi phải rời đi nơi đây ánh mắt của lưu cảm đảo qua để mấy người sắc mặt trắng bệch nếu như bị đuổi ra thanh hà cốc kia là vô cùng nhục nhã mọi người dồn dập tản đi nơi này cạnh tranh quá kịch liệt mỗi người không dám thả lỏng nơi này tất cả đều là vương giả đỉnh tiêm chỉ cần ai hơi có thư giãn vậy chờ bị người vượt qua đi lăng hàn ở trong trận chiến này xem như triệt để lộ ra phong mang để mỗi người đều nhớ kỹ hắn có điều lần này người xuất sắc nhất là cổ phong, tuy hắn căn bản không ra tay, nhưng cảnh giới bầy biện ở đàng kia. Đây là một bá chủ trẻ tuổi chân chính, tương lai có cơ hội trở thành thiên ma. Đương nhiên, loạn tinh nữ hoàng cũng được tất cả mọi người quan tâm, nam nhân ái mộ, nữ nhân đố kỵ đến phát điên. Lăng Hàn cùng nữ hoàng trở lại thạch thất, trong trận chiến này hắn nhìn thấy mình không đủ, còn chưa đủ quét ngang toàn bộ hàng hà cảnh. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, người ở chỗ này đều là vương giả đỉnh cấp, cung cấp muốn thắng bọn họ cũng không dễ, huống chi còn muốn vượt qua cảnh giới nhỏ. Nếu không phải Lăng Hàn tu luyện bất diệt thiên kinh, thần cốt cực kỳ cứng cỏi, có thể khắc xuống nhiều sát trận như vậy, hắn cũng chỉ có thể tuân thủ thiết luật võ đạo, cúi đầu ở trước mặt những vương giả này. Bọn họ tiếp tục tu luyện, tu vi của nữ hoàng hầu như là tăng trưởng bùng nổ, nàng có 10 thân thể có thể đồng thời cắn dược, tìm hiểu ở dưới luân hồi thụ, cử tử thiên công khủng bố hiện ra hoàn toàn. Lăng Hàn còn dạy cho nàng tiên thuật như tuế nguyệt thiên thu, đại diễn công, cực giả dạ chi ám, tin tưởng khi nàng bước vào hàng hà cực cảnh, sức chiến đấu của nàng tuyệt đối có thể nghiền ép bá chủ. Có công pháp tiên vương đặt nền tảng, cái này vẫn không trâu bỏ sao. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái là một năm qua đi, nữ hoàng đại nhân đã đạt đến đại cực vị đỉnh cao, sắp đột phá đại viên mãn, mà lăng hàn thì miễn cưỡng tiến lên một bước, đạt đến đại cực vị trung kỳ. Đúng lúc này, trong phá thiên minh phát sinh một việc lớn. Có một cấm địa mới gia nhập vào. Đông Sương cấm địa, Đàm gia, Đàm gia lại gia nhập Phá Thiên Minh, không phải nói, Đàm gia lão tổ nhát gan sợ phiền phức, lo lắng mạnh mẽ can thiệp thiên địa diễn biến sẽ gặp đến thiên khiển, hạ xuống thiên kiếp trực tiếp xóa đi sao, sao hiện tại lại đột nhiên muốn gia nhập Phá Thiên Minh. Sau khi Lăng Hàn biết được tin tức này, khóe miệng không khỏi lộ ra cười gần. Đàm gia là về phía mình đến, bọn họ biết trên người mình có Bí Pháp Tiên Vương, sao cam tâm từ bỏ? Nhưng mình đã đi tới Thanh Hà cốc, lẽ nào đàm gia còn dám mạnh mẽ tấn công thanh hà cốc sao? Bởi vậy, bọn họ đơn giản gia nhập phá thiên minh, như vậy có thể đưa người vào. Chỉ cần người có thể đi vào, vậy liền có cơ hội ra tay. Vì mình không thể vẫn ở trong thanh hà cốc A, vậy chỉ cần mình vừa ra, bọn họ liền có thể nhìn chằm chằm, tùy thời ra tay. Cũng thật là bám dai như đỉa, ta không đi tìm các ngươi, các ngươi lại tự mình đến rồi. Lăng Hàn cười gần, có ba cơ hội hắc tháp quán lực, cũng không ngại dùng ở trên người đàm gia. Đàm gia gia nhập phá thiên minh cũng không có tạo thành động tính quá lớn, bọn họ sắp xếp một vị huyền ma tới nơi này làm lão sư, mặt khác còn đưa tới ba tộc nhân, nhưng người nào cũng không xuất sắc như đàm nhất, thậm chí không bằng mạc ly, chư bát. Trong thanh hà cốc, nhiều vương giả trẻ tuổi cũng nghị luận sôi nổi, tại sao lại có một cấm địa mới gia nhập. Đây là vì tranh đấu với cấm địa thần giới, có người nói, tựa hồ biết chân tướng, nguyên bản tám thần tám minh, vừa vặn cân bằng, phương nào cũng không có quyền lên tiếng tuyệt đối, nhưng những lão tổ của chúng ta hiển nhiên muốn ép đối phương một đầu, liền hấp thu một cấm địa mới. Hơn nữa, minh giới chúng ta nguyên bản có 8 cấm địa, gặp phải đại sự cũng không dễ xử lý, vạn nhất 44, lại phải nghe ai. Hiện tại chính là năm so với 4, luôn có một bên có thể chiếm ưu. Đừng xem chỉ nhiều hơn một cấm địa, nhưng trong này dính đến trò chơi quyền lực rất sâu. Nguyên bản trong minh có hai thanh âm, một phương cần hấp thu hạt giống ưu tú của ngoại giới, phe bên kia lại phản đối, cho rằng nước phù sa không thể chảy ruộng người ngoài, hơn nữa, cho dù kén rể hoặc cưới người ngoài vào gia tộc, cũng sẽ ảnh hưởng độ tinh khiết của huyết mạch. Hiện tại, hai thanh âm này có lẽ sẽ phát sinh xung đột. Nhưng có thể quyết định đều là các lão tổ tông, chúng ta liền lẳng lặng chờ xem đi. Chuyện phát sinh sau này, Âu Dương Thái Sơn còn cố ý đến một chuyến, tìm Lăng Hàn, để hắn tận lực biết điều, lấy tu luyện làm chủ, tốt nhất không nên rời thanh hà cốc, miễn gây chuyện. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra dụng ý của đàm gia, nhưng phá thiên minh không phải một mình hắn định đoạt, không cách nào đuổi đàm ra đi. Lang Hàn rơi vào trầm tư, chương 1702, đàm ra sinh sự. Nể tình cảm ra tay của Âu Dương Thái Sơn, hắn cũng không ngại ngày sau trợ giúp đối phương hoàn thành tâm nguyện, lấy thân làm hạt nhân, ra tốc hai giới dung hợp, đây là một đại công đức, với hắn cũng có nhiều chỗ tốt. Nhưng nếu trong phá thiên minh có người muốn nhầm vào hắn, hắn liền không vui. Các ngươi đều khi dễ ta, ta còn đần độn mà thay các ngươi làm việc phải mau chóng bước vào sáng thế cảnh, đến thời điểm đó coi như ta không thể ngang hàng thiên ma thánh vương, nhưng thiên hạ rất lớn, đã có thể mặc ta ngang dọc, không cần mỗi lần đều dựa vào hắc tháp. lang Hàn quyết định, liền không đi để ý tới những mưa gió bên ngoài, vùi đầu khổ tu. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hắn ngồi xếp bằng ở trong thạch thất, ngày hôm nay sẽ phân phát tài nguyên tu luyện mới, tuy hắn hoàn toàn không cần, nhưng đối với thiên phượng thần nữ mà nói là trí bảo, nàng đã một chân bước vào hàng hà cảnh nhưng chờ mãi cũng không thấy người đến một ngày đi qua vẫn không ai đưa lại lang hàn cũng không để ở trong lòng ngược lại cũng không kém một ngày nhưng ngày thứ hai ngày thứ ba vẫn không thấy có người đưa vật tới hắn tự nhiên cảm thấy không đúng đi ra ngoài hỏi nhất thời nổi trận lôi đình tài nguyên tu luyện của hắn bị tên huyền ma của đàm ra kẹp lại hành vi như thế các đại nhân vật lại không quản lang hàn không khỏi nhớ tới tin đồn lúc trước trong phá thiên minh có hai thanh âm một cái là mở ra, một cái khác là đóng kín. Hiện tại mở ra là chủ lưu, đưa người tài vào, nhưng đàm gia công nhiên giữ tài nguyên tu luyện của hắn, đến hiện tại vẫn không có đại nhân vật nào đứng ra phản đối, trong này để lộ ra ý vị rất sâu xa. Phái đóng kín muốn chiếm thượng phong, hoặc là nói, hai người đang lấy chuyện này đấu sức, một khi bụi bậm lắng xuống, phá thiên minh có thể phát sinh đột biến. Lăng Hàn có chút không rõ, hắn rõ ràng là ứng cử viên duy nhất dung hợp quy tắc hai giới, coi như là phái đóng kín cũng phải trước tiên theo mình, dù sao tiến vào tiên vực là đại tiền để áp đảo tất cả. Đúng rồi, có mấy người muốn từ trên người ta được công pháp, cho rằng ta có thể dung hợp pháp tắc hai giới, cũng không phải là thiên phú của ta, mà là liên quan đến tiên pháp tu luyện mạnh mẽ. Như vậy chỉ cần cướp công pháp của ta đi, bọn họ tự nhiên có thể dung hợp pháp tắc hai giới. Ha ha, hiện tại trong bọn hắn vẫn không có thống nhất, vì lẽ đó ta mới có thể an tỏa ở đây, vì lẽ đó mặc đàm ra tiểu nhân làm ác, nhưng thời điểm chỉ còn dư lại một thanh âm ta liền xong việc quân tử không có lập trường là cực kỳ nguy hiểm ta không thể đặt an nguy của mình ở trên quyết định của người khác nơi đây không thích hợp ở lâu lăng hàn cũng không đi tìm đàm gia huyền ma kia nếu hắn cắt xén tài nguyên tu luyện của mình cậy hắn đi chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi ngược lại hắn căn bản không cần mà thiên phượng thần nữ tạm thời cũng không cần không vội nhưng mà đàm gia lại tiến một bước khiêu khích lại ở trên cửa động phủ của lăng hàn dội máu chó còn viết rất nhiều từ ô nhục, miệt thị hắn đến rối tinh rối mù. May là tiểu hắc không có tới, nếu không cái mông của các ngươi liền thành ba mảnh. Lăng Hàn tự lẩm bẩm, hắn vẫn không có đáp lại, bởi vì hắn muốn biết, phá thiên minh đến cùng là loại thái độ thế nào. Nếu có người đứng ra, thay hắn kêu oan, vậy hắn sẵn lòng tiếp tục ở đây, ngày sau dung hợp hai giới, cái này cũng là một đại công đức. Hắn đang đợi phá thiên minh tỏ thái độ, cái này sẽ quyết định động tác bước kế tiếp của hắn. Để Lăng Hàn thất vọng chính là, mấy tiểu bối của đàm gia còn công nhiên khiêu khích hắn, nhưng từ đầu đến cuối không có đại nhân vật nào đứng ra quát bảo ngưng lại. Lăng Hàn, có dám chiến một trận, ta chỉ dùng một ngón tay, chỉ là một tiện dân, run dế, lại dám mặt dày tiến vào phá thiên minh, ta phi. Ba tên tộc nhân đàm gia hầu như mỗi ngày đều ở trước động phủ của Lăng Hàn mắng một trận, cái này tự nhiên rơi vào trong mắt các vương giả trẻ tuổi khác, nhưng đều lựa chọn ngồi xem, không có ai ngu ngốc, các đại nhân vật từ đầu đến cuối không xuất hiện, đây chính là một loại thái độ. Ngày đó, ba người đàm gia vẫn như cũ bên ngoài mắng trận, ngôn ngữ khó nghe cực điểm, cũng không biết bọn họ những vương giả này đánh cái nào học được những cái ngôn ngữ không thể tả này. Xoạt, một bóng người lướt qua, chỉ nghe âm thanh đùng 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 giòn giã chuyển đến, ba người đàm gia đều bị quất bay, khuôn mặt sưng lên thật cao. Lăng Hàn đứng chắp tay, hắn muốn đại khai sát giới. Ba người đàm gia đều ôm hai má, mặt đầy đều là kinh ngạc. Lăng Hàn lại xuất hiện, hơn nữa còn đánh bọn họ một tát tai. Kỳ thực lăng hàn đến, bọn họ cũng không kỳ quái, chỉ cần không phải tượng đất, ai cũng không chịu được nhục nhã như vậy. Nhưng lăng hàn một trường liền quất bay toàn bộ ba người bọn họ, vậy thì để bọn họ không thể nào tiếp thu được. Chỉ là hằng hà cảnh đại cực vị mà thôi, làm sao sẽ mạnh như thế? Ngươi, ngươi dám động thủ hại người. Một tên tộc nhân đàm ra phục hồi tinh thần lại, nghiêm túc trách mắng lăng hàn, hắn gọi đàm băng, đã là hằng hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao, nhưng cách đột phá cực cảnh còn xa lắm. Hắn không thể tin được, mình là vương giả cấp 3, hơn nữa cảnh giới so với lăng hàn cao hơn một đoạn dài, nhưng lại không phải đối thủ của đối phương. Vậy phải để các ngươi làm nhục ta sao? Lăng hàn cười gần, chúng ta cũng không có phá hoại quy tắc của nơi này. Đàm băng uy nghiêm đáng sợ nói, bọn họ chỉ dội máu chó, mắng chửi bóng gió, trong thanh hà cốc tuyệt không có quy định, làm như vậy sẽ bị trừng phạt. Trên thực tế, có thể tiến vào thanh hà cốc đều là vương giả trong vương giả, bởi vậy có đại nhân vật nào sẽ có dữ liệu như vậy, lại còn có người làm loại sự tình hạ cửu lưu này. Nhưng Lăng Hàn không giống, không trưng cầu ý của người khác, trực tiếp ra tay, hơn nữa còn thương tổn người, đây chính là nghiêm trọng trái với quy định. Ba người đàm ra làm như thế, kỳ thực mục đích rất đơn giản, chính là làm tức giận Lăng Hàn, để hắn làm ra sự tình phá hoại quy định, vậy phải đóng kín liền có thể ra tay, bắt Lăng Hàn, mà không cần để ý phái mở ra kia. Một khi người lọt vào trong tay bọn họ, Lăng Hàn còn có thể bảo vệ bí mật gì sao? Chương 1703, một chữ, giết. Những đại nhân vật kia đều đứng ở thần đạo đỉnh cao, siêu hồn còn không phải sự tình rũi ngón tay. Chỉ là đến thời điểm ấy bí mật của Lăng Hàn liền không thể là Đàm gia độc chiếm, nhất định phải chia sẻ cùng những cấm địa khác, mặc dù có chút không được hoàn mỹ, nhưng Đàm gia có thể báo thù, lại được bí pháp tiên vương, còn có cái gì không vui? Hiện tại, Lăng Hàn quả thật bị làm tức giận, cũng phá hoại quy củ chỉ là hắn cũng bị đánh đau, để hắn rất tức giận Ở hắn nghĩ đến, nếu Lăng Hàn không phục, ra tay, hẳn là bị hắn tự tay bắt mới đúng Pháp không thể bỏ, người nhất định sẽ tự thực ác quả Đàm băng ngạo nhiên nói, người chủ tài nhất thời có thể thoải mái Đánh ta một tát thì đã làm sao, người phải trả giá là tính mạng của mình Lăng Hàn cười nhạt nói, người còn chưa từng thấy ta chân chính phá hoại quy tắc Có điều, người rất nhanh có thể được kiến thức Đúng rồi, các người có gì ngôn gì sao? hắn rất tốt bụng hỏi, ha 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 ha, người còn dám động thủ giết chúng ta. Đàm băng cười to, trên mặt là một mảnh uy nghiêm đáng sợ. Hai người khác của đàm gia cũng cười gần, thực sự là chuyện cười, vừa nãy bọn họ chỉ là bị lăng hàn đánh không kịp trở tay, hiện tại tuyệt đối không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Lại nói, các đại nhân vật lại không phải ngồi không, nếu lăng hàn ra tay, nhất định sẽ có huyền ma xuất hiện, đến thời điểm ấy coi như lăng hàn là bá chủ thì đã làm sao, bị chân áp như thường. Cái này chính là di ngôn của các ngươi." Lang Hàn lắc lắc đầu, có vẻ hơi tiếc hận. Bốn phía đã có thật nhiều học viên đang xem kịch vui, nhưng không có một người mở miệng nói chuyện. Mọi người đều là người thông minh, biết sự kiện lần này dính đến hai thanh âm trong Minh va chạm, mặc dù bọn họ là thiên kiêu, nhưng nếu dám nhúng tay, bảo đảm sẽ bị nghiền ép đến nát tan. Lang Hàn ra tay hại người, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như phái mở ra chiếm thượng phong, vậy có thể chuyện lớn hóa nhỏ, tùy tiện trách mắng hai câu liền xong nhưng nếu phải đóng kín chiếm thượng phong vậy việc nhỏ cũng thành lớn lăng hàn người quá kiêu ngạo đàm băng cười lạnh nói người chỉ là một người ngoài ỷ có mấy vị lão tổ yêu quý ngươi liền không tuân quy củ tùy ý hại người hiện tại đã như vậy chờ ngươi trở thành ma chủ còn cao đến đâu người giống như ngươi phải nhốt lại nghiêm phạt đúng gia có gia quy quốc có quốc pháp ba người đàm ra một người tiếp một câu đến lúc này tự nhiên không cần kiêng kỵ gì có cái gì đến cái đó Lăng Hàn không nói nữa, hắn lấy ra tiên ma kiếm. Ha ha, thực sự là phản, đàm băng uy nghiêm đáng sợ nói, nhưng chủ động công kích về phía Lăng Hàn. Chim đầu đàn không phải dễ làm như vậy, Lăng Hàn từ tốn nói, đột nhiên đột tiến, một kiếm chém qua. Phốc, một cái đầu người nhất thời phóng lên trời, máu tươi phun giống như suối. Oanh, thân thể không đầu của đàm băng ngã xuống đất, đầu ở trên bầu trời thì lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng, nhưng thần thức căn bản không thể thoát ly thể xác, bị tiên ma kiếm chém chúng chỗ yếu, chỉ ít vẫn không có hằng hà cảnh nào có thể sống sót. Hắn, chết không nhắm mắt, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều sửng sốt, không phát ra được một chút xíu âm thanh nào. Điên rồi, tên này nhất định điên rồi, lại dám giết người ở thanh hà cốc. Trước tuy lăng hàn phá hoại quy củ, nhưng chỉ cần có đại nhân vật ra tay, vậy thuận miệng trách cứ hai câu liền có thể bỏ qua, ngược lại không có tổn thương người nào. Nhưng hiện tại không giống, lần này là người chết, người chết, vậy tính chất liền nghiêm trọng ác liệt ngươi 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 hai người còn lại của đàm gia đều chỉ vào lăng hàn run đến nói không ra lời ba thằng hề mà thôi tự cho là nhận được một việc tốt sao lăng hàn lắc đầu cười gằn các ngươi cũng thật là ngốc điểu bị người lợi dụng cũng không biết nếu như ta không giết các ngươi cái tội danh này quá nhẹ các ngươi thật sự cho rằng ta đánh các ngươi một tát liền sẽ có người đối phó ta thân thể hai người đàm gia không khỏi run rẩy lăng hàn nói có đạo lý a bằng không từ khi bọn họ đối diện đến hiện tại chút thời gian này đủ để các đại nhân vật xuất hiện vì sao đến hiện tại còn không có phản ứng nhưng người biết rõ ràng điểm ấy tại sao còn dám xuống tay người điên rồi sao lang hàn nhoẻn miệng cười ta cũng không có điên giết mấy con chim ngốc mà thôi lại không phải đại sự gì các ngươi những ngày qua vẫn nhảy nhót tương bừng ta đã cho các ngươi cơ hội nhưng các ngươi muốn tìm đường chết ta cũng chỉ đành đưa các ngươi lên đường hắn vung kiếm mà động. 27 tòa sát trận trong cơ thể vận chuyển, căn bản không thể ngang hàng. Phốc, phốc, hai cái đầu người bay lên, máu tươi dâng trào như suối. Tất cả mọi người nhìn mà trợn mắt ngoác mồm, tuy ba người đàm gia này ở trong bọn hắn chỉ có thể coi là thực lực lót đáy, nhưng kém cũng là truyền nhân cấm địa A, có thể xưng là thiên kiêu, nhưng lại bị giết chết như gà vịt. Can đảm lắm, nhưng là huyết dũng, tuyệt đối không thể noi gương. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, như từ cửu u tới, uy nghiêm đáng sợ đón lấy, có vài kim quang đại đạo giải lại, đến mấy vị ma chủ, hơn nữa không phải hoàng ma, mà là huyền ma. Lăng Hàn, người thật to gan, đó là Diệp Thừa Trương, thời điểm Lăng Hàn mới vừa tới nơi này, chính là hắn cùng trịnh cảnh phụ trách giàn xếp Lăng Hàn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, thân là võ giả, phải quyết đoán mãnh liệt, người đây là dẫn họa lên người, trịnh cảnh cũng ở đây, hắn nói tiếp, trên mặt có vẻ chỉ tiếc mài sắt không nên kim, kỳ thực hắn là phái mở ra, nhưng huyền ma ở trong cấp bậc tranh đấu này không có quyền lên tiếng chỉ cần lăng hàn không giết người bọn họ liền có thể bảo vệ nhưng hiện tại ai nếu giết người còn có gì để nói bắt một tên huyền ma xa lạ nói hắn là người của câu gia thuộc về phái đóng kín chậm một tiếng quát mắng chỉ thấy cổ phong dũng cảm đứng ra đứng ở trước lăng hàn bày biện ra một bộ muốn cùng mấy vị huyền ma đứng song song các vị tiền bối việc này còn chờ thương thảo tuy lăng hàn quả thật có chút quá mức nhưng cũng là ba người này khinh người quá đáng trước. Tất cả mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới vào lúc này lại có thể có người đứng ra nói chuyện thay lăng hàn. Lẽ nào tên này là trẻ con miệng còn hôi sữa sao? chương 1704, giúp đỡ không tưởng tượng nổi. Mấy vị thiên ma đấu pháp, người lại dám thỏ một chân vào, người coi mình là ai? Sứ giả chính nghĩa là ai cũng có thể làm được sao? Người có tư cách giữ gìn lẽ phải sao? Hừ, chúng ta chấp pháp, lùi sang một bên, huyền ma câu ra nói hắn vung lại tay áo có vẻ hơi không thích có điều cổ phong là ma chủ tuy yếu hơn hắn một cấp độ nhưng trung quy vẫn phải lưu chút tình cảm nhưng cổ phong mười phân cố chấp nói lăng hàn phải phạt nhưng tội không đáng chết kính xin các vị tiền bối khai ân mọi người càng thêm kỳ quái không thấy người cùng lăng hàn có quan hệ cá nhân gì a à, làm sao lại vào lúc này bảo vệ như vậy chẳng lẽ có giao tình không thể cho ai biết ngay cả lăng hàn cũng có chút không tìm được manh mối nếu như đổi cổ phong thành vũ hoàng, phong phá vân, hay loạn tinh nữ hoàng, hổ nữ, vậy hắn không thấy lạ, đây là nghĩa khí huynh đệ, tình nghĩa phu thê. Nhưng cổ phong, hắn thậm chí chỉ biết tên của đối phương mà thôi, tránh ra, bằng không ngay cả ngươi cũng chân áp, câu ra huyền ma lạnh lùng nói, hắn vốn là phái đóng kín, đối với người không phải của cấm địa tràn ngập bài xích, nếu cho mặt không muốn, vậy cũng chớ trách hắn vô tình. Cho rằng hắn không dám ra tay sao, cổ phong hiện ra vẻ giấy dụa song quyền nắm thật chặt, thời điểm mọi người cho rằng hắn muốn từ bỏ, lại thấy hắn nặng nề lắc đầu nói. Ta không tránh, thật can đảm, ngươi đến tột cùng là cái gì? Vừa không có quan hệ cá nhân, nhưng lại liều lĩnh nguy hiểm, cái này khiến người ta hoàn toàn không có cách nào lý giải. Lẽ nào, trên đời thật có người lý tưởng hóa như vậy, vì đại nghĩa không tiếc lấy ngọc kích đá. Hừ, vậy liền bắt luôn ngươi, câu gia huyền ma lạnh lùng nói. Cổ phong, lang hàn ở phía sau kêu lên, lấy thần thức truyền âm, chút nữa ta sẽ lấy thần thức bao vây ngươi, ngươi nhất thiết không nên chống cự. Trong ánh mắt cổ phong lướt qua một đạo dị dạng, càng có một tia chống cự, nhưng hắn lại gật đầu. Lăng Hàn đi lên vài bước, cười to nói, ngày hôm nay chỉ tới đây thôi, giúp ta mang lời nói, bảo lão gia hỏa của đàm gia tự mình lại đây, ta sẽ ra gặp hắn, nếu không, các ngươi cả đời đều đừng hòng tìm được ta. Ngươi còn muốn trốn, câu ra huyền ma ra tay, tóm về phía Lăng Hàn, chỉ là hắn vừa giơ tay lên liền phát hiện Lăng Hàn không thấy. Thật giống như hóa thành không khí, hoàn toàn biến mất rồi. Không chỉ lăng hàn, ngay cả cổ phong cũng không thấy. Ừm, các ma chủ đều sướng sờ, người đâu, không có gợn sóng xé rách không gian, tuyệt không phải dùng tuấn di phù rời đi. Không gian thần khí, đám ma chủ rất nhanh xác định được, có mấy người lập tức lộ ra cười gần, thực sự là chuyện cười, cho rằng trốn vào không gian thần khí liền không làm gì được ngươi. Bọn họ là ma chủ, bản thân liền có thể luyện chế không gian thần khí muốn ở trước mặt bọn họ lừa dối qua ải. Phô chi, bọn họ thả ra thần thức, tìm kiếm không gian thần khí này, nhưng mà, sắc mặt của bọn họ càng ngày càng nghiêm nghị, càng ngày càng khó coi. Không tìm được, khắp nơi không tìm thấy. Sao có thể có chuyện đó? Mấy vị ma chủ hai mặt nhìn nhau, có thể từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy kinh ngạc. Không gian thần khí đâu? Cái này tuyệt không phải không gian thần khí, nhưng mà có bảo vật gì có thể vừa thu lấy vật còn sống, lại không có dấu vết. Hí bọn họ đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh tiên khí tiên khí a ngay cả tiên vương cũng không nhất định nắm giữ có thể có được tất nhiên là bá chủ trong tiên vương năm xưa náo động lớn có tiên vương chết đi thậm chí có tuyệt thế tiên vương sừng sững ở tầng thứ bảy tầng thứ tám vậy người này được tiên khí liền có thể không sai hắn có thể dung hợp quy tắc hai giới tất nhiên là được bảo tàng tiên vương tu tập bí pháp tiên vương hơn nữa còn nắm giữ tiên khí nhất định phải tìm ra hắn vài tên huyền ma đều đỏ mắt, ngay cả Diệp Thừa Trương, trịnh cảnh cũng dục ra dục dịch, ở trước mặt bí pháp tiên vương, tiên khí, bọn họ cũng khống chế không được tham dục. Nhưng mà, bằng bọn họ cũng muốn tìm ra hắc tháp. Vọng tưởng, sau khi tìm vài ngày, bọn họ không thể không từ bỏ, thông báo tin tức này lên trên, mời người càng mạnh hơn đứng ra. Nhưng mà, dù địa ma, thiên ma đến thì đã có sao, chỉ là sừng sững ở thần đạo đỉnh cao mà thôi, làm sao có khả năng thấy huyền bí của tiên đạo. Âu Dương Thái Sơn cũng tới, hắn nổi trận lôi đình nói. Hóa ra, cái này chính là nguyên nhân các người dẫn ta đi Nguyệt Lang Tinh, không phải không có người thủ hộ bí cảnh, mà là các người muốn ra tay với Lăng Hàn. Là ai, đứng ra cho Lão Phu, là ai nghĩ ra chiêu trò nham hiểm như thế? Vài tên thiên ma nhìn lẫn nhau, một người nói, Thái Sơn Huynh, người cũng không cần quá mức kích động. Cái gọi là thiên địa bảo vật, người có đức chiếm lấy, tiểu tử kia chỉ là một con run dế, dựa vào cái gì có thể ôm tiên vương trí bảo. Ánh mắt của Âu Dương Thái Sơn cực kỳ lạnh, phía sau hiện ra một tinh hà, lít nhà lít nhít ngôi sao nhiều vô số kể, tỏa ra sắc thái mỹ lệ, mà trên người hắn cũng tỏa ra khí tức đáng sợ, thật giống như nhẹ nhàng chấn động, toàn bộ bí cảnh đều sẽ nứt toác. Đây tuyệt đối có thể, sáng thế cảnh đứng ở thần đạo đỉnh cao, đối với một giới này có lực phá hoại tuyệt đối. Các người có đức sao? Hắn dùng ngữ khí xem thường nói, đã phẫn nộ đến cực hạn. Ha ha, sự tình cũng đã phát sinh còn nói những thứ này làm gì một vị thiên ma đứng ra việc cấp bách là để tiểu tử kia đi ra dù sao sự tình tiến vào tiên vực còn phải dựa vào ở trên người hắn âu dương thái sơn đã tức giận đến không nói gì các người đối với người như thế còn vọng tưởng lăng hàn trợ giúp bọn ngươi dung hợp hai giới lời công đạo mà nói tiểu tử kia xác thực không xứng nắm giữ tiên vương truyền thừa đây là của tiên vực di dân chúng ta có điều nếu tiểu tử kia được tiên vương bảo tàng chúng ta có thể cho phép hắn cùng tu luyện bí pháp tiên vương, nhưng tiên khí nhất định phải giao ra. Lại một vị thiên ma nói, cái này hoang đường đến cực hạn, rõ ràng là bọn họ muốn cướp đồ vật của Lăng Hàn, nhưng còn giả vờ hào phóng, cho phép Lăng Hàn tu luyện bí pháp tiên vương, thật giống như khai ân rất lớn. Âu Dương Thái Sơn lười nói chuyện, hắn quyết định chủ ý, chỉ cần Lăng Hàn xuất hiện, hắn liền mang theo đối phương rời đi. Người này là hắn mang vào, đương nhiên cũng phải không ít một sợi lông mà mang ra ngoài chương 1705, bộ mặt thật của cổ phong. Mấy thiên ma liếc nhìn nhau, dồn dập gật đầu, một người còn xuất thủ, khóa chặt Âu Dương Thái Sơn, không cho phép đối phương làm ra cử động quấy dày. Đều là thiên ma, hơn nữa đều tu luyện tới cực hạn, điểm ấy nắm chắc hắn vẫn có. Đi mời đàm lão quỷ tới, vì tiểu tử kia có khả năng chỉ là một câu hư ngôn, nhưng có thể thử một lần. Trong hắc tháp, cổ phong đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ, cái không gian thần khí này rộng lớn để hắn nghẹn ngào hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy giữa bầu trời có hai loại màu sắc một đen một trắng đan dệt, kia là quy tắc của thần minh hai giới, bởi vì đối lập, hóa vô hình thành hữu hình, thông qua phương thức như thế đối đầu. Hắn càng thêm chấn kinh, cái bảo khí này lại còn có thể đồng thời chứa đựng quy tắc hai giới, quá thần kỳ. Đến, mang người tham quan, khóe miệng lang hàn mang theo nụ cười cổ quái, dẫn cổ phong đi, một đường giới thiệu với hắn, nơi này trồng dược thảo một năm liền bằng ngàn năm. Mà mỗi một quãng thời gian còn có thể thai ngén ra ngũ hành bản nguyên Cổ phong đã hoàn toàn không lời, như một con cá chết theo lăng hàn. Dù là ai bỗng nhiên biết những cái này, cũng sẽ kinh sợ đến tê cả ra đầu. Cuối cùng, lăng hàn mang theo cổ phong đi tới dưới luân hồi thụ, nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ đang ở dưới tảng cây bế quan. Hiện tại luân hồi thụ được tăng lên, một ngày liền tương đương với 10 năm khổ tu, mà có thể đồng thời chứa đựng nhân số cũng tăng lên, đạt đến 20 người, bởi vậy thiên phượng thần nữ rốt cục không cần chia sẻ với chín phân thân của nữ hoàng. Đây là luân hồi thụ. Lăng Hàn giới thiệu, ở dưới cây tìm hiểu, một ngày liền có thể bằng 10 năm. Khóe miệng của cổ phong co giật một hồi, chẳng trách ngươi không đủ 500 tuổi, tu vi có thể ép thẳng tới sáng thế cảnh. Lăng Hàn cười cợt, luân hồi thụ chỉ là một nguyên nhân mà thôi, những năm này hắn không ngừng vào sinh ra tử, tiến vào các bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, đây mới là nguyên nhân căn bản để hắn có thể tu vi tinh tiến như bay. Có điều, nếu cổ phong nhận định tất cả đều là công lao của luân hồi thụ, vậy thì tùy hắn. Ngược lại, Ha ha, lang Hàn, ngươi liền tín nhiệm ta như thế, mang ta vào trong món trí bảo này. Cổ phong tràn ra một nụ cười, cực kỳ vui sướng, đây tuyệt đối là phát ra từ chân tâm. Một người có thể ở tình huống kia đứng ra bảo vệ ta, tại sao ta không thể tin tưởng. Hơn nữa, oanh, lang Hàn còn chưa nói hết, không nghĩ tới cổ phong lại đột nhiên ra tay, một quyền đánh vào trên lưng của hắn. Oanh, 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 cổ phong đắc thế không tha người, liên tục oanh kích, trên nắm tay bao vây tia sáng chói mắt, không ngừng oanh kích Lăng Hàn. Hắn là ma chủ, bất kể là lực lượng hay quy tắc, đều xa xa nghiền ép Lăng Hàn, trừ khi Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, bằng không nhiều nhất chỉ 10 phát là sẽ bị đánh giết. Tu vi của hắn lại tiến một bước, tự nhiên có thể chịu đựng ma chủ oanh kích càng nhiều. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ, không có né tránh, cũng không có chống đỡ, cứ như vậy mặc cho cổ phong đánh. Liền oanh trăm phát, cổ phong không khỏi ngơ ngác thất sắc, hắn con mẹ nó quái vật a, có hàng hà cảnh nào có thể liên tục chịu đựng sáng thế cảnh công kích nhiều như vậy. then chốt là, hắn căn bản không có phát hiện Lăng Hàn vận chuyển nguyên lực. Lúc này, Lăng Hàn chậm rãi quay người sang, trong lòng cổ phong kinh hãi, liền lùi lại trăm trượng, toàn bộ tinh thần đề phòng. Lăng Hàn lắc đầu, cười nói, người quá cuồng a, à, không ngại nghe ta nói hết lại ra tay sao. Đúng rồi, mới vừa nói đến nơi nào nhỉ, nha, hơn nữa ở đây, ta chính là chúa tể trí cao vô thượng. Nếu có người mưu đồ gây rối, ta có thể ung dung tiêu diệt. Hừ, tiểu tháp hiện lên, có vẻ rất không vừa ý. Lăng Hàn thở dài nói, ngươi không thể để cho ta thổi một hồi sao, nhất định phải đi ra đạp mặt của ta. Được được được, ngươi mới là chúa tể trí cao vô thượng trong hắc tháp, ta chỉ có thể thông qua ngươi đến chấp trường hắc tháp. Cổ phong chấn kinh đến thất sắc, khí linh, tiên khí này lại có khí linh. Không thể, đã có khí linh, làm sao có khả năng nhận run dế như ngươi làm chủ. Tiên khí A, cao cao tại thượng, thậm chí ngay cả tiên vương cấp thấp cũng có thể tiêu diệt lại nhận một hàng hà cảnh làm chủ điều này để hắn làm sao tin tưởng người quản còn rất rộng tiểu tháp lạnh lùng nói một mặt kiêu ngạo cổ phong hít một hơi thật sâu nói khí linh nhận ta làm chủ ta so với hắn xuất sắc gấp trăm lần một ngàn lần nhất định có thể cho ngươi tái hiện huy hoàng chúng ta liên thủ ở trong tiên vực sáng tạo một sự nghiệp lẫy lừng ngu ngốc tiểu tháp nhẹ nhàng quơ quơ không thèm để ý đi đây nó nhẹ nhàng loáng một cái nhất thời biến mất không còn tâm hơi cổ phong sốt sắng muốn đuổi theo nhưng căn bản không biết nên đi nơi nào đuổi lang hàn nhoẻn miệng cười nên lộ ra bộ mặt thật của ngươi đi chứ lúc này nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ cũng dừng lại tu luyện phân chia ở bên người lang hàn cùng một chỗ lạnh lùng nhìn cổ phong bộ mặt thật có ý gì cổ phong bình tĩnh lại lang hàn không nhanh không chậm ngược lại hắn có lượng lớn thời gian a ta cùng ngươi hầu như có thể nói là xưa nay không quen biết ngươi lại sẽ dũng cảm đứng ra như vậy ha ha ta tin tưởng thế gian có người như vậy nhưng không tin sẽ là ngươi tại sao cổ phong trầm giọng nói bởi vì thời điểm chúng ta gặp mặt lần thứ nhất ánh mắt ngươi nhìn ta không đúng lăng hàn nói chỉ vì cái này cái này đương nhiên chỉ là một nguyên nhân lăng hàn nói vì lẽ đó ta thu ngươi vào hắc tháp nếu như ngươi thực sự là người tốt một người xa là có thể làm đến mức độ như vậy ta liền để cho ngươi biết bí mật của hắc tháp cũng không sao, thậm chí có thể để cho ngươi cũng hưởng thụ chỗ tốt của hắc tháp. Vạn nhất ngươi đúng như ta dự liệu, đừng quên, ở đây ta là chúa tể. a à, tiếng ho khan của tiểu tháp truyền tới, cái tháp kiêu ngạo này, cũng quá hẹp hòi, cổ phong không nói gì, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía thiên phượng thần nữ cùng loạn tinh nữ hoàng, có hung quang hiện ra. Không nên vọng tưởng bắt cóc các nàng làm con tin, bởi vì ngươi căn bản không làm được. Lăng Hàn lắc lắc đầu, kỳ thực thân phận của ngươi cũng không khó suy đoán. Ngươi nói xem, cổ phong trầm giọng nói, chương 1706, tiêu diệt hồ phong. Cổ Nguyệt làm hồ, mộc phong làm phong, lang hàn cười nói, hồ phong, cũng chỉ có ngươi một đường đuổi vào minh giới, hơn nữa còn tìm được ta, cũng thay hình đổi dạng, tiến vào thanh hà cốc. Thân hình của cổ phong run lên, không lên tiếng, trên người có ánh sáng giật động, dung mạo của hắn lập tức có biến hóa to lớn, da rẻ nguyên bản đen nhánh trở nên rõ ràng, có một loại khí chất phiêu giật xuất trần. Hồ Phong, thiên kiêu đứng đầu của bát thai cấm địa. Lăng Hàn vỗ tay nói, không thể không khâm phục ngươi, nhanh như vậy liền nắm giữ quy tắc của minh giới, hơn nữa còn tăng lên tới cấp độ ma chủ. Hồ Phong hừ một tiếng, thời điểm mới vào minh giới, hắn không ngừng bị người của minh giới truy sát, hơn nữa nắm giữ quy tắc thần giới cũng không ngừng bị vùng thế giới này tiêu diệt, bởi vậy hắn bắt đầu tu luyện đại đạo của minh giới. Hắn vốn đứng ở độ cao của thánh nhân, trùng tu đại đạo minh giới tự nhiên là sự tình đơn giản, vẻn vẹn mấy năm mà thôi, liền để thực lực quay về sáng thế cảnh, nhưng là thành ma chủ, hoàn mỹ dung hợp đến minh giới. Vì bảo vật trên người lăng hàn, hắn thay hình đổi dạng, lấy thiên tư làm phá thiên minh coi trọng, bị thu vào thanh hà cốc, nguyên bản là muốn tìm một cơ hội ám sát lăng hàn, cướp sạch hết thảy bảo vật trên người đối phương, nhưng tuyệt đối không ngờ, lăng hàn lại có thể gây sự như vậy. Ngươi là sao trổi sao, khắp nơi gặp rắc rối, làm hại hắn cũng không thể không đánh bạc một cái, ở thời điểm mấu chốt nhất dũng cảm đứng ra, thay lăng hàn nói chuyện. Hắn biết trên người lăng hàn có một tiên khí, có thể ẩn náu vô hình, chỉ ít ngay cả hắn là thánh nhân cũng không tìm được tung tích. Vạn nhất lăng hàn không lương tâm, không mang theo hắn đi, vậy hắn sẽ vạch trần thân phận, hồ ra cũng là một thành viên của phá thiên minh, cùng lắm bị bắt mà thôi, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Hồ phong sẽ mạo hiểm như vậy, mục đích chỉ có một, hắn muốn độc chiếm bí pháp tiên vương cùng tiên khí. Bằng không, chín cấm địa minh giới sẽ chia sẻ với đồng minh thần giới sao? Đùa giỡn, nếu tu luyện bí pháp tiên vương liền có thể dung hợp quy tắc hai giới, tiến vào tiên vực, vậy còn cần phá thiên minh sao? Còn có chuyện gì của thần giới? Thúc đẩy hai giới dung hợp, liên quan gì tới ta? Ta chỉ cần mình có thể tiến vào tiên vực là được. Xeo, thân hình của Hồ Phong đột nhiên vọt ra ngoài, mục tiêu của hắn là thiên phượng thần nữ cùng nữ hoàng. Trước hắn đã từng thử, lang hàn được khí linh bảo vệ, căn bản không thể gây thương tích, chỉ có bắt hai nàng này làm vật thế chấp, hắn mới có khả năng chuyển bại thành thắng. đã nói rồi, người ở đây chính là thịt cá, chỉ có mặc ta sâu xé, dằn vật cái gì chứ? Lăng Hàn rất tùy ý rút ra một cái tát, đùng, Hồ Phong nhất thời như diều đứt dây, bị hắn đánh bay. phốc, Hồ Phong phun một ngụm máu tươi, mặt đầy ngơ ngác, hắn lại không phải đối thủ của Lăng Hàn, Đường Đường Thánh Nhân lại không phải đối thủ của Hằng Hà Cảnh, điều này để hắn làm sao tin tưởng? không nên nhìn mình quá cao, dưới tiên vương, bất luận người nào tiến vào hắc tháp, đều chỉ có bị ta trả đạp. Lăng Hàn từ tốn nói, chủ nhân anh minh, chủ nhân khí phách, chủ nhân nhất thống thiên hạ, vạn cổ bất hủ, tu la ma đế đúng lúc xuất hiện, lúc này đương nhiên phải nịnh hót. Hắn thực sự là cực kỳ khâm phục, lúc này là đến một vị ma chủ A, bị chủ nhân trấn áp như thường, quá mạnh mẽ. Hồ Phong giấy ruộng bò lên, Lăng Hàn không có hạ sát thủ, bằng không dưới một đòn hắn liền xong đời hắn vừa đố kỵ lại không phục, Lăng Hàn có thể mạnh như vậy, chỉ là bởi vì hắn được một tiên khí. Lại không phải thực lực của bản thân hắn, chỉ là đi vận khí cướp chó mà thôi. Không, cái này là của ta, hồ phong ta thiên phú nghịch thiên, tương lai tất có thể ở tiên vực trở thành bá chủ oai phong một phương, khí linh, người có nghe hay không, theo ta, ta mới có thể làm cho người tái hiện huy hoàng. Hồ phong quay về bầu trời kêu lên, hắn đã biết, ở đây hắn xác thực không bằng lăng hàn, bởi vậy, khả năng trở mình duy nhất là để cho khí linh phản chiến tiểu tháp hiện lên nhìn về phía lăng hàn nói hắn nói cũng có chút đạo lý tiểu tử nhanh khiêm tốn giữ ta lại đi lăng hàn cười ha ha hắn biết cái tháp kiêu ngạo này chỉ là đang nói đùa nhưng hồ phong thật giống như nắm lấy một nhánh cỏ cứu mạng khí linh ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi theo ta ta có thể cùng ngươi đứng ngang hàng chắc chắn sẽ không mệnh lệnh ngươi tiểu tháp nhẹ nhàng diếu cợt một tiếng nói như hiện tại lăng hàn có thể mệnh lệnh nó vậy nó kiêu ngạo căn bản không thèm để ý hồ phong chỉ là thói quen đùa lang hàn một chút mà thôi lang hàn vỗ tay một cái nói hồ phong không nên giấy dụa tiếp thu vận mệnh của ngươi đi hừ ngươi dựa dẫm tiền khí có tài ba gì có dám cùng ta bằng thực lực đấu một trận không hồ phong kích tướng bằng không hắn thật không có một chút xíu cơ hội ngươi là sáng thế cảnh lại có mặt muốn cùng phu quân ta so sánh thật là vô liêm sỉ thiên phượng thần nữ trách mắng nhưng hồ phong chỉ làm như không nghe thấy vì mạng sống vì truyền bại thành thắng vô liêm xỉ một chút thì đã làm sao được làm vua thua làm giặc lịch sử đều là người thắng viết lang hàn lắc đầu một cái nói ta cũng không có tẻ nhạt như thế hồ phong lúc trước thời điểm ngươi truy sát ta sao không áp chế cảnh giới đánh với ta một trận ha ha ở trong mắt ngươi ta chỉ là một con run dế mà thôi căn bản khinh thường nhìn nhiều như vậy hiện tại cũng như thế người ở trong mắt ta ngay cả run dế cũng không bằng cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy đã rất để mắt ngươi cũng coi như là khen thưởng ngươi chạy vào minh giới tìm cái chết hiện tại ngươi liền lên đường thôi không hồ phong hổ gầm hắn không cam lòng oanh hắn thiêu đốt bản nguyên dự định liều mạng một tên sáng thế cảnh thiêu đốt bản nguyên liều mạng cái này khủng bố đến cỡ nào hồ phong hiện tại e là huyền ma cũng có thể so đấu ở trong hắc tháp quy tắc hai giới đầy đủ hết Hồ Phong có thể hoàn toàn phát huy thánh nhân chi uy, kỳ thực so với ở bên ngoài còn mạnh hơn. Đáng tiếc, vấn đề là ở trong hắc tháp, Lăng hàn mạnh hơn tất cả. Hắn điểm ra một chỉ, vù, lực lượng vô tận nghiền ép, Hồ Phong nhất thời bị chấn nằm bò trên đất, mở ra tứ chi, không có một chút xíu sức phản kháng. chương 1707, quát mắng thiên ma thượng. Ở trong hắc tháp, Lăng hàn có thể mạnh đến mức nào? Dưới tiên vương, nghiền ép trung sinh. Trảm chân lão tổ thổi một hơi liền có thể chém chết Thánh Vương, thiên ma mấy trăm lần, huống chi là lực lượng của Tiên Vương. Ta không phục, ta không phục, ta không phục, Hồ Phong muốn rách cả mí mắt, hắn cũng không có xin tha, lúc trước hắn truy sát Lăng Hàn, cũng không chút lưu tình, nếu như Lăng Hàn còn có lòng dạ đàn bà với hắn, vậy tuyệt đối là nước chảy vào đầu. Hắn hận a, à, tại sao phải tự chui đầu vào lưới, tại sao không thể ở sớm một chút đánh giết Lăng Hàn. Người chỉ là đi trước một bước không bao lâu nữa ta sẽ về thần giới bình định bát thạch cấm địa lăng hàn hừ một tiếng tay hơi nhấn một cái đùng hồ phong bị chấn thành cho bụi ngay cả một vết máu cũng không có để lại hắn lại vung tay lên lật xem ký ức của đối phương cũng thu hồi một không gian linh khí hồ phong quả thật có thể chế tác không gian thần khí nhưng dung lượng có hạn bởi vậy cho dù là sáng thế cảnh cũng chủ yếu là mang theo không gian linh khí không tại sao chính là dung lượng lớn lật ký ức của hồ phong một chút Lăng Hàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách Hồ Phong có thể đuổi theo mình, hóa ra là bởi vì có chuỗi nhân quả tồn tại, hiện tại hắn giết Hồ Phong, lại cùng Hồ ra kéo lên nhân quả, cần một lần đến ba lần thiên kiếp mới có thể chém sạch. Có điều, địa phương dính đến hạt nhân cơ mật, tỉ như Hồ ra tiên pháp, ký ức của Hồ Phong bị bỏ thêm cấm chế, vừa chạm tức diệt, căn bản không thể lật xem. Không có chuyện gì, chỉ ít biết bát thạch cấm địa ở đâu, sau này lại giết tới. Lăng Hàn lầm bẩm nói hiện tại chờ lão ra hỏa đàm ra đến, liền làm thịt. Lăng Hàn dừng một chút nói, tiểu tháp, phân ba lần rót lực, sức chiến đấu của ta có thể đạt tới trình độ nào, có thể quét ngang hết thải thiên ma, thánh vương không? Tiểu tháp hiện lên, chỉ có thể cho ngươi đạt đến sáng thế cảnh đỉnh cao. Có điều, ở độ cao quy tắc, ngươi có thể áp chế bất luận thiên ma hoặc thánh vương đỉnh cao nào, bởi vì bọn họ chỉ nắm giữ một bộ phận quy tắc của sáng thế cảnh mà thôi. Cũng là nói, một trọi một, ta có thể quét ngang lăng hàn hỏi phải thế một trọi hai trăm thậm chí nhiều hơn thì sao vậy ngươi chỉ có chạy trốn tiểu tháp không khách khí nói cho dù chỉ nắm giữ bộ phận quy tắc thiên ma cùng thánh vương cũng không yếu hơn ngươi quá nhiều nhiều nhất mười cái ngươi có thể đánh hòa nhau mười cái trở lên đánh lâu hẳn phải chết lăng hàn lườm một cái ba lần rót lực của ngươi thật gài bẫy ngươi có cần hay không tiểu tháp kiêu ngạo nói lăng hàn thở dài trong lòng tính toán nếu như đến thời điểm cần giết số lượng Thiên Ma đỉnh cao có hạn, vậy hắn liền tuyển 3 lần rót lực, vạn nhất đến trên 20, 30 Thiên Ma đỉnh cao, vậy hắn liền vận dụng một lần rót lực, đến đại khai sát giới. Có điều, Thiên Ma đỉnh cao tuyệt đối là số lượng có hạn, chín đại cấm địa cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu cái, huống chi tuyệt đối không thể hết thảy Thiên Ma đỉnh cao đều sẽ tới, bởi vậy, hắn có thể lựa chọn sử dụng rót lực nhỏ. Lang Hàn lục lọi lại không gian linh khí của hồ phong, bên trong đại bộ phận là chân nguyên thạch chút ít đan dược nhưng cũng không có phát hiện tồn tại của thánh dược cũng đúng cho dù có thánh dược cũng đặt ở bát thạch cấm địa lúc nào dùng mới có thể lấy thời gian ngày lại ngày trôi qua lang hàn mỗi ngày luyện đan tu luyện hoàn toàn không cảm thấy tháng ngày khổ sở hắn nhìn thấy âu dương thái sơn cùng với những thiên ma khác tranh chấp để trong lòng hắn thoáng dễ chịu một chút ít nhất có người không phản bội hắn đứng bên của hắn sức ảnh hưởng của bí pháp tiên vương tiên khí to lớn trong chín đại cấm địa không ngừng có đại nhân vật tới phải đóng kín cùng phái mở ra đều có, nhưng hiện tại vấn đề đã không phải mở ra hoặc là đóng kín. Tiên khí chỉ có một kiện, trước tiên để qua một bên không nói, ai không muốn bí pháp tiên vương. Tu hành bí pháp như vậy, liền không cần chờ hai giới dung hợp, trực tiếp một bước lên trời. Hai giới dung hợp, kia chỉ là khả năng trên lý thuyết, nhưng ai biết coi như có người dung hợp quy tắc hai giới, đi làm hạt nhân, lại cần bao nhiêu năm hai giới mới sẽ hoàn thành dung hợp. Một ức năm, mười ức năm, một trăm ức năm, nào có bảo hiểm như trực tiếp tu bí pháp tiên vương. Bởi vậy, phái mở ra cũng chia làm hai, đại bộ phận người giúp đỡ cách làm của phái đóng kín, muốn lăng hàn giao công pháp tiên vương ra đi, còn tiên khí chỉ có một kiện, có thể chậm rãi thảo luận. Bá chủ ủng hộ Âu Dương Thái Sơn rất ít ỏi, thêm vào hắn chỉ có ba người, mà đứng ở phía đối lập bọn hắn, nhiều đến 25 bá chủ. Bá chủ chân chính, chỉ ít là thiên ma, có mấy vị là bá chủ trong thiên ma. Đàm gia lão tổ cũng tới, còn dẫn theo một thiên ma khác, trẻ trung hơn rất nhiều, tương lai sẽ kế thừa vị trí của hắn, bảo vệ Đàm gia. Tiểu tử kia đâu? Đàm gia lão tổ vừa đến đã hỏi, trong lỗ mũi dâng trào lửa giật, hóa thành hai con rồng lửa, kia có thể luyện chư thiên tinh thần thành cho tàn. Còn chưa xuất hiện, có thiên ma nói, Lăng Hàn không ra, bọn họ cũng không có cách nào, ở bốn phía khoanh chân ngồi xuống. Ở đây, còn có thật nhiều địa ma, huyền ma, nhưng không có tư cách ngang hàng thiên ma, chỉ có thể ngồi ở phía sau. Các học viên thì càng không cần phải nói, ở chỗ xa hơn nhìn. Lăng Hàn ở trong hắc tháp vô cùng nhàn nhã, không vội chút nào, kéo khẩu vị của những người này a. À. Hắn hỏi tiểu tháp, hiểu rõ thực lực của mỗi một tên cường giả nơi này. Thiên ma đỉnh cao, 9 người, dưới thiên ma đỉnh cao, 16 người. Địa ma, 37 người, huyền ma, 51 người, còn hoàng ma, a, à, vậy liền bất kể. Trong lòng Lăng Hàn tính toán, có thể trở thành kinh địch của hắn, chính là 9 tên thiên ma đỉnh cao. Có điều, trong đó Âu Dương Thái Sơn có thể bài trừ, ngoài ra còn có hai vị thiên ma đỉnh cao đứng về phía hắn. 25 tên thiên ma, cái đội hình này có chút đáng sợ, có điều cũng còn tốt, thiên ma đỉnh cao chỉ có 9 cái. Hơn nữa, nếu Âu Dương Thái Sơn có thể thay hắn chặn mấy cái, hắn muốn đồng thời đối mặt thiên ma đỉnh cao cũng không nhiều. Dùng rót lực nhỏ là được, dù sao có thể để ta cảm thấy vướng tay chân cũng chỉ là mấy thiên ma đỉnh cao. Lăng Hàn lầm bẩm nói chương 1708, quát mắng thiên ma, hạ. Người nghèo A, à, vẫn là dùng ít đi chút, về thần giới còn phải đối mặt bát thạch cấm địa, thế nào cũng phải lưu thủ cho mình. Hắn nhìn nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ cười cợt nói. Hai vị thê tử, cho phép phu quân đi một lát sẽ trở lại. Cẩn thận một chút, thiên phượng thần nữ cuối cùng lộ ra vẻ ôn nhu thân thiết. Nữ hoàng thì vô cùng khí phách nói, đánh nổ bọn họ, nàng hoàn toàn tự tin với Lăng Hàn. Lăng Hàn gật gù, thân hình lóe lên, xuất hiện ở ngoại giới. Ai ai ai, chúng ta trước tiên đem lời nói rõ ràng ha. À. Hắn đưa tay nhấn một cái, ai muốn ra tay với ta, ta bảo đảm sẽ lập tức biến mất. Vừa nói như thế, nhiều bá chủ đều dừng lại, bọn họ căn bản không có phát hiện lăng hàn là làm sao xuất hiện, năng lực như vậy vượt qua tưởng tượng của bọn họ, cũng làm cho bọn họ ý thức được, nếu như lăng hàn muốn biến mất, cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Người trẻ tuổi, bí pháp tiên vương quan hệ quá lớn, không phải một mình ngươi có thể nắm giữ. Một tên thiên ma mở miệng, giao ra, còn ngươi gây họa, có thể xem ở bí pháp tiên vương, xử lý đơn giản. Hừ, đàm gia lão tổ hết sức bất mãn, chết là tộc nhân đàm gia a. Lăng Hàn nhìn lướt qua đàm gia lão tổ, chỉ vào hắn nói. Ta rất không vừa ý thái độ của lão già này, ai tới đánh đuổi hắn đi. Thằng nhãi danh, đàm gia lão tổ đột nhiên giận dữ ra tay, quất tới Lăng Hàn. soạt thân ảnh của Lăng Hàn lập tức biến mất không còn, ở dưới mí mặt của chư vị bá chủ. Không tìm được, hoàn toàn không có hình bóng. Cuối cùng, nhiều thiên ma không thể không tán đồng một điểm, bọn họ thật không làm gì được Lăng Hàn. Hai ngày sau, Lăng Hàn mới lần thứ hai hiện thân nói. Các ngươi học được giáo huấn chưa? Ta lặp lại lần nữa, cũng là lần sau cùng, nếu như còn có người ra tay với ta, vậy ta liền không xuất hiện nữa, vĩnh viễn. Nhiều thiên ma bị hắn chỉ đến nét mặt già nua đỏ chót, nhưng mỗi một người đều nhịn xuống, hết cách rồi, ở trước mặt bí pháp tiên vương, nhẫn nại nhất thời thì đã làm sao? Âu Dương Thái Sơn vuốt râu, lộ ra vẻ tươi cười, trước hắn vẫn khó chịu, bây giờ nhìn đến nhiều thiên ma ăn thiệt thòi, để tâm tình của hắn đột nhiên trở nên sung sướng. Lúc này Lăng Hàn mới gật gù, tốt lắm, hiện tại chúng ta đến nói chuyện đi, tiểu tử, một tên thiên ma mở miệng, cái gì tiểu tử lão tử, người sống cao tuổi như thế rồi, đều sống ở trên thân chó sao? Chẳng lẽ không biết tôn trọng người, Lăng Hàn lập tức quát mắng, căn bản không xem đối phương là thiên ma cao cao tại thượng. Tên lão thiên ma kia không khỏi tức đến tái mặt, nếu trao đổi một người nói năng lỗ mãng với hắn, vậy đơn giản, trực tiếp một cái tát đập chết là được, nhưng vấn đề là, hiện tại hắn không thể ra tay a, sẽ làm người tức giận. Hiện tại là các người cầu ta, vì lẽ đó, thái độ đoan chính một chút. Lăng Hàn lại nói, Lăng Tiểu Hữu lại một tên thiên ma mở miệng, thái độ này là được rồi. Lăng Hàn chuyển hướng tên thiên ma kia, lão tiên sinh, xưng hô như thế nào? Sắc mặt tên thiên ma kia không khỏi tối sầm lại, lão tiên sinh. Hắn là tồn tại mạnh nhất minh giới, làm sao thành lão tiên sinh? Lăng tiểu hữu người muốn làm sao mới bằng lòng giao ra bí pháp tiên vương? Thiên ma thứ ba hỏi, đây mới là chính sự, không thể để tiết tấu của Lăng Hàn lừa gạt. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nhìn về phía đàm gia lão tổ, cố ý kinh ngạc. Ô, lão quỷ này làm sao vẫn còn ở nơi này? Đàm gia lão tổ lại muốn ra tay, vừa nãy có người gọi ngươi tiểu tử bị ngươi nói không tôn trọng người nhưng hiện tại mình lại hô lão quỷ tại sao ngươi không nói tôn trọng người nhưng nghĩ tới lăng hàn uy hiếp hắn chỉ mạnh mẽ ấn xuống kích động chỉ là sắc mặt không khỏi khó coi lên rất nhiều ta chịu đi ra gặp các ngươi cái này là thành ý của ta vì lẽ đó các ngươi cũng lấy chút thành ý đi ra có được hay không lăng hàn chỉ vào đàm ra lão tổ sau đó lắc lắc ngón tay thật giống như đuổi người nhiều thiên ma đều có chút phát điên trước là lăng hàn tự mình nói, muốn đàm ra lão tổ đến, nhưng hiện tại lại muốn đuổi người, người trở mặt cũng quá nhanh đi. Nhưng ai bảo hiện tại lăng hàn bắt mạch máu của bọn họ chứ? Nhiều thiên ma châu đầu ghé tai, cuối cùng mời đàm ra lão tổ đến xa xa. Cái này làm đàm gia lão tổ tức giận, đường đường thiên ma đỉnh cao, đứng đỉnh cao nhất của minh giới, nhưng bởi vì một hàng hà cảnh nho nhỏ yêu cầu, lại bị đánh đuổi. Ta đệt, tiểu hữu câu ra thiên ma mở miệng, ô, ta nghĩ ra rồi lăng hàn bỗng nhiên ngắt lời đánh gãy người này đó là đàm gia lão quỷ đi ta ngược lại đã quên còn cố ý mời hắn lại ừ ân các ngươi đi gọi hắn trở về đi nhiều thiên ma đều có loại kích động muốn thổ huyết con mẹ nó ngươi là đang đùa người sao cho dù những người này tâm tính cực sâu hàm dưỡng kinh người lúc này cũng không khỏi sắc mặt khó coi không mời vậy ta đi a à. lăng hàn cố ý chuyển thân tuy hắn tiến vào hắc tháp chỉ là sự tình nhất nghiệp nhưng thế nào cũng phải làm cái tư thái a à đừng vài tên thiên ma vội vã kêu lên phải đàm gia lão tổ lại bị mời trở về chỉ là tuy có thể trở về nhưng sắc mặt của hắn đã tái nhợt hắn lại không phải chó bị hô đến gọi đi như thế trao đổi ai sẽ không có tính khí lăng hàn nhìn đàm gia lão tổ cười nói ô lão quỷ tâm tình của ngươi không tốt sao đã lớn tuổi như vậy không nên cả ngày tức giận vạn nhất khí huyết công tâm đi gặp tổ tiên thì làm sao bây giờ đàm gia lão tổ đơn giản nhắm hai mắt lại mắt không thấy tâm không phiền. Người xung quanh nhìn thấy, không khỏi cực kỳ khâm phục lăng hàn. Người có thấy hằng hà cảnh nào dám nói chuyện với thiên ma như thế sao? Hơn nữa gẹo xong còn hoàn toàn không có chuyện gì, để đàm ra lão tổ nuốt xuống cơn giận này. Tiểu Hữu không nên gỡ bỏ đề tài. Câu ra thiên ma tiếp tục nói, hiện tại chúng ta cũng thành ý tràn đầy, người có thể tiếp tục chứ? Các người thực sự là một chút tinh thần giải trí cũng không có. Lăng Hàn thở dài, một đám lão gia hỏa, cả ngày giấu mặt, cũng không biết cười là cái gì, còn tưởng rằng da mặt của các ngươi đều là đá làm ra chứ. Hắn dừng một chút, lại nói, được rồi, nói vấn đề bồi thường của ta đi, cái gì vấn đề bồi thường của ngươi, ngươi có tổn thất gì sao, chương 1709, trêu chọc mà thôi. Câu gia thiên ma nói, tiểu hữu ngươi thật giống như không có tổn thất gì chứ. Tại sao không có, lang hàn tức giận, lão gia hỏa, ánh mắt ngươi quá kém, không thấy được sao ta bị ba thằng khốn kia quấy dày, trên tinh thần chịu tổn thương thật lớn, buổi tối cũng không thể ngủ ngon, cái này chẳng lẽ không phải tổn thất. Đường đường hàng hà cảnh, thứ nhất không ngủ căn bản không có chuyện gì, thứ hai có khả năng bởi vì chuyện như vậy mà tức đến trình độ như thế sao. Tất cả mọi người không nói gì, đàm gia lão tổ vốn chỉ dự định làm khán giả, nhưng nghe Lăng Hàn nói cũng tức điên, người tổn thất tinh thần, vậy đàm gia ta chết mất ba tộc nhân, món nợ này tính như thế nào. Câu gia thiên ma cũng suýt chút nữa tức điên mũi, chưa từng bị người ở trước mặt kêu một tiếng lão ra hỏa. Hắn hít một hơi thật sâu, đè xuống tâm tình chập chờn lúc này mới nói. Được, cái này lão phu có thể làm chủ, bảo đảm để ngươi thỏa mãn. lang Hàn khoát tay áo một cái nói. Kỳ thực ta cũng không phải loại người tham tài, bồi thường qua loa thôi, cho mười mấy cây thánh dược liền được rồi. Ngươi cũng thật là không tham tài, muốn mười mấy cây thánh dược mà thôi. Câu ra thiên ma cũng không biết nên nói cái gì, há miệng, không nói được một chữ cái công phu sư tử ngoạm này lớn đến tình trạng hắn cũng không biết nên làm sao trả giá chuyện không thể nào trương gia thiên ma kiên quyết nói đùa giỡn mười mấy cây thánh dược ngươi cho rằng thánh dược là cái gì cho dù là cấm địa như bọn họ cũng chỉ trồng một hai cây thánh dược mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu năm mới có thể thu hoạch một lần thánh dược đương nhiên là lấy cho người cần đột phá nhất hoặc là dùng để chữa trị vết thương đại đạo qua nhiều năm như thế tự nhiên dùng đến thất thất bát bát mỗi cấm địa có thể lưu lại một hai phần thánh dược liền rất tốt lang hàn cười ha ha nói ta đã nói rồi ta không phải người tham tài thánh dược này trước hết để ở một bên đàm gia khinh người quá đáng như thế ta cần đàm gia lão tổ xin lỗi hí nghe nói như thế tất cả mọi người đều ngẩn ra tiểu tử ngươi châu bò a à, đàm gia lão tổ là thiên ma đỉnh cao tồn tại cao nhất của toàn bộ minh giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ ngươi lại muốn hắn xin lỗi ngươi nhiêu nhiêu. nhiêu đừng nói người một hàng hà cảnh nho nhỏ, ngay cả tám đại cấm địa khác liên thủ tạo áp lực, đàm gia lão tổ cũng chưa chắc sẽ cúi đầu a. À. Sau này còn làm sao trộn lẫn, còn có mặt mũi gặp người sao, không có một tên thiên ma nói chuyện, cái này dính đến đàm gia lão tổ, ai nói cũng không tính, chẳng lẽ còn có thể ấn đầu của đàm gia lão tổ, để hắn nói xin lỗi sao. Đàm gia lão tổ tự nhiên không thể giả bộ người điếc người câm, hắn nhìn các bá chủ một chút, mạnh mẽ ấn xuống lửa giận trong lòng nói. Người trẻ tuổi, lão phu có thể đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi giao ra bí pháp tiên vương món nợ cùng đàm ra xóa bỏ nói ra câu này sắc mặt của hắn có vẻ rất dữ tợn hắn rất muốn đánh giết lăng hàn nhưng không có cách nào a à. hiện tại lăng hàn nắm quyền chủ động mà nếu hắn vào lúc này không lùi một bước liền bị tám đại cấm địa liên hợp nhằm vào vì công pháp tiên vương hắn nhịn lăng hàn nhất thời đứng lên mặt đầy tức giận lão ra hỏa người quá không giảng đạo lý rõ ràng là tộc nhân của ngươi quấy dày ta ảnh hưởng ta ta là người bị hại muốn nói xóa bỏ cũng là ta nói người đây là ý gì đàm ra lão tổ giận tím mặt nói tiểu tử lão phu đã nhẫn người rất lâu người vốn là cố tình gây sự Lăng hàn sướng sờ sau đó nở nụ cười người thông minh a à, ai muốn ta nói như thế nào đây đến lúc này mới nhìn ra ta là đang đùa các ngươi thật không phải ngu bình thường a à. đăng nhiều bá chủ đều giận bọn họ chưa từng bị người chiêu chọc qua hơn nữa còn là cùng một chỗ bị chiêu chọc Lăng Hàn cười ha ha nói: Không nên làm ta sợ, ta sợ liền chạy a. À. Hắn dừng một chút lại nói: Đàm gia lão quỷ có dám cùng ta một mình đấu không? Một mình, một mình đấu. Lần này mọi người lại há hốc mồm, một hàng hà cảnh nho nhỏ lại còn nói muốn cùng ma chủ một mình đấu. Hơn nữa vị này còn không phải ma chủ bình thường, mà là thiên ma đỉnh cao, bá chủ đứng ở đỉnh cao của minh giới. Ngươi là đang tìm cái chết sao? mới vừa rồi tiểu tử này còn đồng tình trí tuệ của người khác trong nháy mắt sự thông minh của mình cũng thành số âm đàm gia lão tổ giận dữ mà cười thói đời là làm sao ngay cả một hằng hà cảnh nho nhỏ cũng dám khiêu chiến hắn hắn hừ một tiếng nói người có tư cách gì cùng lão phu giao thủ lý do này có đủ hay không lang hàn cười nói đánh thắng ta ta liền đưa bí pháp thiên vương cho ngươi đơn giản như vậy hằng hà cảnh làm sao có khả năng là đối thủ của thiên ma đỉnh cao Đàm gia lão tổ hơi trần chờ nhưng lập tức gật đầu, chỉ cần Lăng Hàn không trốn vào tiên khí, hắn liền có thể bắt Lăng Hàn, vậy quản đối phương giao hay không giao bí pháp tiên vương, cũng không phải đối phương làm chủ. Được, hắn đáp lời nói, chuyện này, cũng không có một tên bá chủ mở miệng ngăn cản. Bọn họ người nào sẽ sợ Lăng Hàn, chỉ là không muốn hắn trốn vào trong tiên khí mà thôi. Hiện tại, nếu Lăng Hàn muốn khai chiến, kia là cơ hội của cho bọn hắn, để bọn họ có thể ung dung bắt. Âu Dương Thái Sơn khẽ cao mày, nhưng nếu là Lăng Hàn nói ra, vậy tự nhiên có ý nghĩ của hắn, nên không có ngăn cản. Bí cảnh mở ra, vạn nhất đàm ra lão tổ quyết tâm, cấm chế nơi này căn bản không thể chịu đựng, bởi vậy, cái này tự nhiên là ở trong tinh không khai chiến. Đây là một mảnh hư không rời xa Thái Dương, bởi vậy, nơi này đen kịt một màu, tràn ngập tính mịch. Ở trong mảnh tính mịch này, Lăng Hàn cùng đàm ra lão tổ đối lập mà đứng, cách khoảng 10 dặm. Tiểu tử, người xác định sẽ không trốn. Đàm gia lão tổ lạnh nhạt nói, hắn là kích lăng hàn, vạn nhất đối phương đột nhiên trốn vào trong tiên khí, hắn liền hoàn toàn không có cách nào. Lăng hàn cười nhạt, chỉ là một lão chó, lật tay liền có thể tiêu diệt, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Khá lắm tiểu tử, đàm gia lão tổ vẩy mi một cái, lộ ra sát y uy nghiêm đáng sợ. Hắn đột nhiên ra tay, phù, một cự trưởng tóm về phía lăng hàn, vô số phù văn ở trên hỏa diễm nhảy lên, đây là quy tắc mạnh nhất của minh giới đang diễn hóa chương 1710, Chiến Thiên Ma, Tiểu Tháp, Lăng Hàn ở trong lòng nhẹ nhàng nói, vù, lực lượng vô tận trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bắn ra, khí thế của hắn lập tức tăng vụt mấy trăm triệu lần, mấy vạn ức lần. Trong nháy mắt như thế, hắn cảm giác mình không gì không làm được, một trường liền có thể phá tan thanh thiên, một ý nghĩ liền có thể hủy diệt chúng sinh. Bàn tay lớn vồ tới, Lăng Hàn ra quyền, đến đón. Nhiều ma chủ nhìn thấy, đều kinh ngạc, Lăng Hàn dám cùng đàm ra lão tổ chiến đấu, đây tuyệt đối là lấy trứng trọi đá. Ô, lão phu thật giống như có loại cảm giác, thực lực của tiểu tử tăng vọt vô số lần. Không sai, thật giống như có thể đối kháng lão phu. Khó mà tin nổi, ở trong ánh mắt giật mình của bọn hắn, chỉ thấy lăng hàn oanh kích một quyền, bàn tay của đàm gia lão tổ kia nhất thời chia năm xẻ bảy. Cái này, cho dù trước đó những thiên ma kia đã có dự liệu, nhưng thấy cảnh này vẫn kinh ngạc đến không thể tin được hai mắt của mình. Tiểu tử này là ăn tiên đan sao, làm sao có khả năng lập tức mạnh mẽ vô số lần nhất định là bí pháp tiên vương con mắt của đàm gia lão tổ hơi nhíu kết quả này cũng ra ngoài dự liệu của hắn hắn hừ một tiếng nói chẳng trách có dũng khí dám đối nghịch lão phu hóa ra có bí pháp tiên vương chống đỡ hắn không khỏi ước ao bí thuật như vậy có thể để cho lăng hàn trực tiếp từ hằng hà cảnh đại cực vị nhảy vọt đến thiên ma đỉnh cao nếu hắn có được vậy hắn sẽ mạnh đến mức độ cỡ nào không phải có thể trực tiếp xé ra không gian tiến vào tiên vực sao? Nghĩ như vậy, tham niệm của hắn liền một phát không thể thu thập. Lực lượng thật là mạnh, lang Hàn vung quyền cước, có chút mê luyến loại lực lượng này. Đáng tiếc, hiện tại cái này không thuộc về hắn, nhưng hắn tin tưởng, ở tương lai không xa, hắn sẽ nắm giữ thực lực như vậy. Lão quỷ, tiến ngươi lên đường, hắn tay không tiến lên nghênh tiếp, nhưng thực lực bây giờ của hắn quá mạnh mẽ, chính là người duy nhất đồng thời nắm giữ quy tắc thần minh hai giới, thực lực như vậy nghiền ép bất luận ma chủ, thánh vương nào. Trong tinh không, hai đại cường giả ác chiến, nhưng cái này không có bất ngờ, đàm gia lão tổ bị đè đánh, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Tiểu tử này lại mạnh đến như vậy, khó mà tin nổi, tuy thực lực của đàm lão quỷ ở trong ma chủ đỉnh cao không phải mạnh nhất, nhưng đủ để xếp hạng khoảng chừng thứ 10. Có thể đè đánh đàm lão quỷ, e sợ chỉ có hai ba người sức chiến đấu mạnh nhất mà thôi. Có điều, năng lực như vậy tuyệt đối không thể vẫn nắm giữ, bằng không đẳng cấp liền mất đi ý nghĩa tồn tại. Chờ lực lượng của tiểu tử này tan hết, bất ngờ tiến hành công kích, một lần bắt hắn. Các bá chủ đều lấy thần thức giao lưu, ngoại trừ Âu Dương Thái Sơn cùng rất ít mấy người, đều mắt nhìn chằm chằm lăng hàn, hết cách rồi, bí pháp tiên vương ai không động tâm. Ngay cả Âu Dương Thái Sơn cũng động lòng, chỉ là hắn càng có nguyên tắc mà thôi. Không được, Đàm lão quỷ sắp không chịu được nữa, cùng tiến lên, sau mấy trăm chiêu, chỉ thấy Đàm gia lão tổ đã gặp nguy cơ, lúc nào cũng có thể bị trọng thương điều này làm cho các bá chủ không ngồi yên được nữa đều dồn dập ra tay muốn chấn áp lăng hàn hừ các ngươi cũng quá không biết xấu hổ âu dương thái sơn cũng ra tay nhưng hắn không phải đánh về phía lăng hàn mà là mấy minh hữu ngày xưa lăng hàn không nên trổ tài nhất thời nhanh chóng rời đi hắn đoán được lăng hàn cường đại như thế khẳng định chỉ là nhất thời nếu không đẳng cấp võ đạo liền mất đi ý nghĩa nhưng hai tên bá chủ trước cùng Âu Dương Thái Sơn chung một chỗ không có ra tay, bọn họ lựa chọn ngồi bàng quang. Với bọn họ mà nói, không có ra tay cũng đã rất cho Âu Dương Thái Sơn mặt mũi. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, thu biểu hiện của mỗi người vào trong mắt, cái này quyết định sau này hắn làm sao xử phạt những người này. Các lão quỷ, các ngươi đều sống thiếu kiên nhẫn sao. Hắn điềm nhiên nói, tiểu tử, ngươi không thể chạy thoát, giao bí pháp tiên vương ra, có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp ra thiên ma lớn tiếng quát, nhưng một quyền đã oanh đến, không chút lưu tình. Không cần người sống, rút hồn liền có thể, hơn nữa, chỉ có rút hồn mới có thể hoàn toàn tin tưởng, dính đến bí pháp tiên vương, ai có thể tin tưởng lăng hàn, vạn nhất công pháp sai một chữ, vậy kết quả tu luyện có thể là tổ hỏa nhập ma, bị đại đạo thiêu sạch. Đã như vậy, liền đưa các ngươi lên đường, lăng hàn hét dài một tiếng, lần này, hắn không bảo lưu nữa. Đúng, vừa nãy hắn không có toàn lực ứng phó, bằng không đàm ra lão tổ làm sao có khả năng chống đỡ nhiều chiêu như vậy hắn muốn nhìn thấy mỗi người làm ra lựa chọn lúc này mới cố ý kéo dài hiện tại hắn muốn đại khai sát giới chết hai tay hắn rung lên tay trái kiếm gỗ tay phải tiên ma kiếm nghênh tiếp về phía các thiên ma soạt 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 kiếm khí ngang dọc phù hai thanh thần kiếm bị hoàn toàn kích phát từng viên từng viên phù văn hiện lên phát ra ánh sáng xúc động đại đạo uy lực cực kỳ bá đạo vào lúc này kiếm gỗ càng mạnh hơn đây là một ma binh cấp 20, lấy thực lực hiện tại của Lăng Hàn có thể hoàn toàn kích thích uy năng, ngược lại là tiên ma kiếm, hiện tại chỉ có cấp 17 mà thôi, uy lực nhỏ hơn rất nhiều. Có điều, nếu như bị tiên ma kiếm chém trúng chỗ yếu, đừng nói thiên ma, ngay cả trảm trần lão tổ cũng bỏ mạng, đây chính là tiên khí tương lai, lực phá hoại tuyệt đối không bàn cãi. Lăng Hàn như mãnh hổ xông vào dê bầy, hai thanh thần kiếm chảm kích, căn bản không ai có thể tiếp xúc chính diện, không ai không chạy tứ tán. Cực dạ chi ám Lăng Hàn vận chuyển tiên pháp, oanh, bóng tối vô tận mở ra, bao trùm hết thảy ma chủ vào trong. Theo tu vi của Lăng Hàn tăng vọt, uy năng của cực giả chi ám tự nhiên cũng tăng lên, đối với thiên ma cũng có thể sản sinh tác dụng to lớn. Triển khai lôi đình kiếm pháp, Lăng Hàn căn bản không cần quản đối thủ là ai, một chữ. Giết, bóng tối bao trùm, tất cả thiên ma đều cảm nhận được ảnh hưởng rất lớn, không cách nào nhìn thấy, nghe được, nhận biết được tình huống bên ngoài mười trường. Đây là chuyện khó mà tin nổi, đạt đến cấp bậc như bọn họ, chỉ cần thần ý giật động, cả viên tinh thể cũng có thể nhét vào trong thần thức, hiện tại lập tức bị hạn chế ở trong phạm vi 10 trượng tự nhiên để bọn họ mỗi người không cách nào thích ứng. chương 1711, Thắt Cổ, hết cách rồi, cho dù là thiên ma đỉnh cao thì đã làm sao, chỉ nắm giữ quy tắc minh giới mà thôi, làm sao có thể so với lang hàn hiện tại. Đây là quy tắc nghiền ép, lang hàn luân chuyển song kiếm, như kim cương ngàn cánh tay, kiếm khí múa tung, máu tươi tung tóe hắn quá mạnh mẽ, sức chiến đấu cá thể thậm chí đã nghiền ép thiên ma đỉnh cao, ít nhất phải 10 tên bá chủ mạnh nhất liên thủ mới có thể đỡ được hắn, nhưng hiện tại bị bóng tối bao trùm, liên thủ. Nói nghe thì dễ, vậy thì chế tạo cơ hội cực lớn cho Lăng Hàn, để hắn có thể thỏa thích ra tay. Phốc 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 phốc, từng đầu người bay lên, kia đều là tồn tại mạnh nhất đương đại, có địa ma, có huyền ma, còn hoàng ma căn bản không có tư cách tham dự, đúng là tránh thoát một kiếp. Mà bất luận bị tiên ma kiếm, hay kiếm gỗ chém rơi đầu, đều là đả kích trí tử, bảo đảm ngay cả thần hồn cũng không thể chạy trốn, sẽ bị giảo diệt. Một đám lừa đời lấy tiếng, lang Hàn lãnh đạm nói, tiên ma kiếm chém ra, một tên địa ma bị chém xuống, máu tươi tung tóe, hắn không có né tránh, tắm rửa thần huyết, để sát ý càng thêm rừng rực. Ta hảo ý đáp ứng các ngươi, dung hợp hai giới, cho các ngươi có cơ hội thành tiên, cái này chính là các ngươi báo đáp. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta là tượng đất, có thể mặc các ngươi nhào nặn. Đây là các ngươi làm ra lựa chọn, vậy hiện tại liền tự thực ác quả đi. Phốc phốc phốc, mấy cái đầu người bay lên, lui, một vị thiên ma hét lớn, phàm ở dưới thiên ma, đều lui ra, các người chỉ là chịu chết mà thôi. Đi mau, nhiều thiên ma đều đau lòng, những địa ma, huyền ma này đều là lực lượng trung kiên của gia tộc, lão tổ tương lai. Mà nếu có thể mở ra cánh cửa tiên vực, vậy những người này đều có cơ hội trở thành trảm trần lão tổ. Nhìn bọn họ từng cái từng cái bị giết chết giống như thái rau, để bọn họ vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Ở trong bóng tối này, phản ứng của bọn họ chậm hơn vô số lần, chỉ có thể hóa giải công kích đánh về phía mình, nào kịp giải vây cho người khác. Các ma chủ khác vội vã trốn về sau, nhưng hiện tại bọn họ kém lang hàn bao nhiêu. Bọn họ rõ ràng chạy về một phía, nhưng làm sao cũng chạy không ra mảnh hắc ám này, bởi vì ở đây, ngũ giác lục thần hầu như đều mất đi ý nghĩa, bọn họ căn bản không thể xác định mình thật chạy thẳng tắp hay không. Nhiều thiên ma cũng rất bất đắc dĩ, hiện tại thực lực của lăng hàn nhiễm nhiên còn ở trên bọn hắn, để bọn họ căn bản vô lực đuổi đi hắc ám bốn phía, chỉ có thể đánh vô cùng bị động. Hơn nữa, Lăng Hàn vô cùng đáng ghét, chỉ nhìn chăm chăm địa ma cùng huyền ma ra tay, cái này tự nhiên là một kiếm một cái, hiệu suất giết chóc kinh người. Chỉ nửa canh giờ, hết thảy địa ma cùng huyền ma đều chết hết sạch, thiên địa đau buồn, hạ xuống mưa máu, liên miên không dứt. Lăng Hàn tắm rửa thần huyết, cả người sát khí bốc lên, lúc này hắn đã có thể hoàn toàn điều khiển kiếm gỗ, để ma binh này như đồng hóa thành một ma long màu đen, tỏa ra ma khí vô tận một người song kiếm đỉnh thiên lập địa ngay cả những thiên ma kia cũng nghẹn ngào chỉ cảm thấy thực sự là chọc vào một cái sọt lớn lại đối đầu với yêu nghiệt như thế sớm biết như vậy không bằng hảo hảo hợp tác hai giới dung hợp người người đều có khả năng thành tiên hiện tại được rồi đừng nói thành tiên có thể sống hay không cũng là một vấn đề chuyện đến nước này đã không còn đường quay đầu có thể đi trương gia thiên ma lạnh lùng nói đều lấy ra tuyệt chiêu ngày hôm nay nếu không thể giết chết tiểu tử này, hậu hoạn vô cùng. Nhiều thiên ma đều lẫm liệt gật đầu, coi như tiên thuật như vậy của Lăng Hàn chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng tên này có tiên khí, tương đương với đứng ở thế bất bại, hơn nữa, chẳng lẽ tu vi của người này sẽ không tăng lên sao? Chỉ cần Lăng Hàn bước vào sáng thế cảnh, vậy sức chiến đấu của hắn liền trời sinh mạnh hơn ma chủ, thánh nhân khác, ai bảo hắn dung hợp quy tắc của hai giới chứ? Kẻ địch như vậy, tuyệt đối là đại hỏa tâm phúc. Âm, um, âm, um, âm, um từng thiên ma không tiếc đánh đổi bắt đầu thiêu đốt bản nguyên đương nhiên chỉ là một tia có hạn độ mà tăng lên sức chiến đấu dù sao bọn họ còn có ưu thế nhân số nhiều thiên ma như vậy đây là lực lượng mạnh nhất của minh giới lang hàn vẫn tách bọn họ ra hiển nhiên là không có nắm chặt oanh bại bọn họ hiện tại bọn hắn lại thiêu đốt bản nguyên ra chỉ sức chiến đấu đủ để trấn áp ầm ừ, những người này liên tục ra chiêu hắc ám đều bị thổi tan để trong này hầu như hoàn nguyên từng thiên ma cả người quấn quanh quy tắc đại đạo vô số ngôi sao vần quanh, hóa ra pháp tướng giải ức vạn trược, ngông cuồng tự đại. Liều mạng A, Lăng Hàn cười gần, hiện tại nên đưa các ngươi lên đường. Nằm mơ, nhiều thiên ma đều cười gần, dồn dập ra tay đánh về phía Lăng Hàn, thịnh nộ lại thêm thiêu đốt sức chiến đấu. Hiện tại uy thế của bọn họ thật đáng sợ, một trường vỗ xuống liền có thể đập vỡ tan một hành tinh khổng lồ. Lực lượng mạnh nhất minh giới, Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, các ngươi cho rằng, đây chính là sức chiến đấu mạnh nhất của ta sao? hắn há mồm, phun ra một đạo hỏa diễm, cửu thiên hỏa, một trong chín đại tổ hỏa của tiên vực. Cái gì, các thiên ma đều kinh hãi đến biến sắc, ngay cả pháp tướng cũng đang run rẩy bọn họ chỉ cảm thấy đoàn hỏa diễm này thật đáng sợ, chỉ cần dính vào một tia, bọn họ sẽ bị thiêu cháy thành cho bụi, tuyệt không có loại khả năng thứ hai. Đây là lửa gì, tại sao sẽ đáng sợ như thế? Lăng Hàn thúc đẩy chín tầng thiên hỏa, đây chính là tiên diễm, chỉ là vẫn không có chân chính trưởng thành, bằng không đây chính là tồn tại ngang hàng tiên vương dưới tiên vương ai không dính vào chết ngay bây giờ lăng hàn tạm thời nắm giữ tu vi sáng thế cảnh đại viên mãn cửu thiên hỏa bộc phát ra uy năng cũng đạt đến đỉnh cao của minh giới thậm chí tiếp cận tiên cấp đây mới là đại sát khí chân chính của lăng hàn lăng hàn chỉ đạn từng đạo hỏa diễm nhỏ như ngón tay bay ra đánh tới các thiên ma tất cả thiên ma vội vã trốn chui như chuột ngọn lửa này căn bản không phải bọn họ có thể ngang hàng hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc đi, câu ra thiên ma cắn răng nói, đánh tiếp nữa đã không có ý nghĩa, chỉ là ngọn lửa này bọn họ liền không cách nào hóa giải. Còn nữa, lang hàn có tiên khí, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, đây chỉ là để cho mình không công mạo hiểm mà thôi. chương 1712, tàn sát hết, các thiên ma đều chán nản lắc đầu, nghĩ bọn họ đều là tồn tại đỉnh phong ở toàn bộ minh giới. Nhưng hiện tại lại bị một hàng hà cảnh nho nhỏ đánh như chó nhà có tang, điều này làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Nhưng không trốn, lẽ nào lưu lại chịu chết sao? Hiện tại còn muốn đi, Lăng Hàn cười gần, hơi suy nghĩ, cửu thiên hỏa vô tận mở ra, hóa thành một lao tù to lớn, khốn hết thảy thiên ma vào trong đó. Một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn, hắn uy nghiêm đáng sợ nói, lao tù hỏa diễm bắt đầu co rút lại, sắc mặt các thiên ma khó coi, ngọn lửa này bọn họ căn bản không dám chạm đến, tuy phía trên nhảy lên đại đạo phù văn không trọn vẹn, nhưng ở bản chất không biết nghiền ép sáng thế cảnh bao nhiêu lần, tuyệt đối không thể chạm. Nhưng lao tù có rút lại, nếu bọn họ không suy nghĩ biện pháp, ngọn lửa kia sẽ đốt tới trên người, thiêu bọn họ thành cho. Giết người này, ít nhất cũng phải ép hắn tiến vào trong tiên khí, vậy công kích sẽ tự tiêu. Tiến công vĩnh viễn là phòng ngự tốt nhất, các thiên ma dồn dập về nhìn phía lăng hàn, đằng đằng sát khí. Lăng hàn ngạo nhiên mà đứng, song kiếm buông xuống bên cạnh người, tỏa ra sát khí đáng sợ. Chê chết không đủ nhanh, có thể lại đây, ta tự tay đưa các ngươi lên đường. Càn dỡ! chỉ là dựa vào một tiên khí mà thôi. Nếu không có chút cơ duyên, một ý nghĩ của lão phu cũng có thể giết chết người một trăm lần. Các thiên ma đều giận tím mặt, điên cuồng công kích về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn luân chuyển song kiếm, che ở trước người. Như tiểu tháp từng nói, cực hạn của hắn là đồng thời đối kháng 10 tên thiên ma đỉnh cao. Tuy hiện tại số lượng thiên ma đỉnh cao không có đạt đến 10 người, nhưng còn có thiên ma sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, lấy số lượng đền bù, sức chiến đấu vẫn kinh người như cũ cái này không phải hắn có thể chặn được, nhưng Lăng Hàn không lùi, hắn nhanh múa xong kiếm cùng các thiên ma đấu sức, mà lao tù hỏa diễm thì đang nhanh chóng co rút lại, chỉ cần hoàn toàn thu lưới, vậy hết thải thiên ma đều sẽ bị hắn một lưới bắt hết. Có điều, ngược lại cũng giống nhau, chỉ cần các thiên ma có thể chém hắn, hay ép hắn tiến vào hắc tháp, vậy uy hiếp của cửu thiên hỏa tự nhiên cũng giải trừ. Đến một bước này, các thiên ma tự nhiên liều mạng, bất chấp hậu quả mà thiêu đốt bản nguyên, nhắm lăng hàn điên cuồng oanh kích, người này không chết thì ta phải lìa đời tình cảnh lập tức trở nên cực kỳ khốc liệt tất cả mọi người đều sững sờ ai có thể nghĩ tới thế cuộc nguyên bản như trò khôi hài lại xoay chuyển tình thế lập tức diễn biến đến mức độ như thế lãnh tiểu nhiễm âu dương hà câu hải càng trố mắt bọn họ dẫn trước cùng thế hệ trước tiên trở thành ma chủ vốn có thể coi là thiên kiêu mạnh mẽ nhất đương đại nhưng hiện tại so sánh với lăng hàn đây căn bản không đáng chú ý a à. chỉ một lát hắn đã chém bao nhiêu ma chủ hơn trăm cái, hơn nữa không phải hoàng ma, mà là huyền ma, thậm chí địa ma. Hơn nữa, nhìn cái tư thế này của hắn, tựa hồ ngay cả thiên ma cũng có thể bị hắn tàn sát, một giết chính là 20, 30 cái, đây tuyệt đối là chuyện không hề có từ cổ trí kim. Đạt đến độ cao như vậy, chỉ cần mình không muốn tử chiến, ngay cả thiên ma cũng khó lưu lại hoàng ma, huống chi là một đám thiên ma. Nhưng mà, chuyện tuyệt không có thể xảy ra đã phát sinh. Một hồi giết chóc có thể nói đáng sợ nhất giới võ đạo sắp trình diễn, cái này sẽ ảnh hưởng hậu thế muôn đời. Giết giết giết, các thiên ma đều điên cuồng, lưới lửa đã có rút lại không đủ 10 trượng, nhiều nhất một hai tức thời gian, bọn họ đều sẽ bị tiên diễm đốt người, hóa làm cho bụi. Âm, um, âm, um, âm, um, đại chiêu loạn oanh, vũ trụ như sắp bị đánh nổ, hai mươi mấy vị thiên ma đồng thời liều mạng, thậm chí không tiếc ngộ thương, chỉ cầu hoàn toàn bắn ra sức chiến đấu của mình. Oanh 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 oanh, lăng hàn liên tục bị bắn trúng. Cảnh giới của hắn bây giờ tuy tạm thời đạt đến sáng thế cảnh đại viên mãn, nhưng cường độ thể phách không có theo tới, làm sao có khả năng chịu đựng được nhiều đả kích như vậy. Thần cốt của hắn nát tan, trong nháy mắt liền thành huyết nhân, thảm đến cực hạn. Ha ha, hắn chết chắc rồi, lại không né, vọng tưởng giết chúng ta. Lúc chúng ta thành đạo, lão tổ tông của ngươi cũng không biết ở chỗ nào, thực sự là mơ hão. Tiễn ngươi lên đường, nhiều ma chủ đại hỉ, dồn dập gia tăng công kích, muốn giết chết lang hàn. Tình thế này thay đổi trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người đều không kịp nhìn, vừa nãy tựa hồ là Lăng Hàn muốn tàn sát các thiên ma, khai sáng một lịch sử, nhưng trong nháy mắt mình lại đến trình độ sơn cùng thủy tận. Đến cùng, kết cục sẽ là cái gì? Oanh 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 oanh, công kích như mưa, soi sáng tinh không, để một góc nguyên bản hắc ám này trở nên cực kỳ sáng sủa, phảng phất như có mấy chục mặt trời bạo phát. Tuy Lăng Hàn toàn lực chống đỡ, thậm chí chém xuống mấy thiên ma, nhưng không chịu nổi số lượng thiên ma quá nhiều. Một người một đạo công kích cũng có thể nhấn chìm hắn. Hắn phun máu tươi, thân thể hoàn toàn biến hình, khi một ánh kiếm đáng sợ quét quang, đầu của hắn bị cắt đi, sau đó oành. Nổ nát, thân hồn cũng mất đi, giết chết, các ma chủ vừa thấy, nhất thời vui mừng khôn xiết, lấy thực lực của bọn họ đương nhiên một chút liền có thể nhìn ra người chết hay chưa. Đáng tiếc, thân hồn trực tiếp nổ nát, không thể rút hồn đạt được trí nhớ của hắn. Bí pháp Tiên Vương a, bọn họ đều kêu thảm thiết, trả giá như vậy nhưng kết quả vẫn không thể nào được bí pháp tiên vương, điều này để bọn họ làm sao tiếp thu? Không đúng, Lãnh Gia Thiên Ma đột nhiên kinh ngạc thốt lên, tại sao ngọn lửa lao tù này vẫn không có biến mất? Theo lý mà nói, Lăng Hàn vừa chết, thủ đoạn của hắn tự nhiên cũng sẽ tan thành mây khói. Cái này, tiểu tử này còn chưa chết, các thiên ma đều xanh mặt, ngay cả thần hồn bị nổ nát còn không chết. Ầm, ừ, một đạo hỏa Diếm cuốn lấy, tỏa ra nhiệt độ cao đáng sợ. Tựa hồ ngay cả tiên kim cũng có thể hòa tan, cái uy thế này không dưới cửu thiên hỏa chút nào. Mà ở trong ngọn lửa, một hình người đang nhanh chóng từ không đến có hình thành. Hỏa diễm giật động, một người trẻ tuổi đi ra, trên người còn có hỏa diễm thiêu đốt, nhưng không thương tổn được hắn chút nào. Chính là Lăng Hàn, dục hỏa trùng sinh, một trong các lá bài tẩy mạnh nhất của hắn. Không thể, lần này ngay cả các thiên ma cũng không thể nào tiếp thu được, một người hình thần câu diệt lại còn có thể sống lại, cái này còn có thiên lý sao? Chương 1713, hư không hoa, nhưng mà, bọn họ đã không có thời gian kinh ngạc, lưới hỏa diễm đã hoàn toàn co rút lại. A, à, cho dù là thiên ma thì đã làm sao, bị cửu thiên hỏa thiêu thân, lập tức phát sinh tiếng kêu thảm thiết, đây là tiên diễm, chạm liền hình thần câu diệt. Ầm, um, tiên diễm vô tình, xem các thiên ma là nhiên liệu, thiêu sạch. Có chút thiên ma hung ác, bỏ cả thân thể nhưng vô dụng, tiên diễm ngập trời, cuốn thần hồn của bọn họ vào. Hơn 20 tên thiên ma căn bản không có giấy ruộng bao lâu, rất nhanh thì bị đốt thành cho tàn, hoàn toàn tan biến khỏi trời đất. Thiên địa cùng đau buồn, mưa máu rơi xuống, lăng hàn lỗi lạc mà đứng, tóc đen bay múa, hình tượng tay cầm song kiếm sẽ vĩnh viễn khắc vào trong lòng của mỗi người. Chiến một trận tàn sát hơn trăm ma chủ, hơn nữa trong đó còn có hơn 20 tên thiên ma, khai sáng ghi chép của minh giới. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mạnh mẽ như vậy. Ánh mắt của lăng hàn đảo qua, căn bản không người nào dám nhìn thẳng, dồn dập cúi thấp đầu xuống, không biết ai dẫn đầu, tất cả mọi người một chân quỳ xuống, như cúng bái một vị chiến thần. Lăng Hàn cũng không có đại khai sát giới, những người còn lại đối với hắn mà nói gần như run rế, nếu ngày sau muốn tìm hắn báo thủ, hắn đỡ lấy là được. Sau một ngày, hiệu quả rót lực của hắc tháp biến mất. Lăng Hàn điều khiển xuyên vân toa lên đường, hắn muốn về thần giới. Trước khi lên đường, hắn cùng Âu Dương Thái Sơn Hàn Huyên hồi lâu, vị lão nhân khả kính này truyền thụ cho hắn rất nhiều kinh nghiệm, có chút cực kỳ thực dụng. Tỷ như, tại sao có chút thiên kiêu tu ra 200 vạn, thậm chí 300 vạn ngôi sao còn không đột phá. Nhìn đám người mạc ly, trừ bát, là không có năng lực này, không phải bọn họ không muốn. Nhưng đối với thiên kiêu của cấm địa mà nói, có thể tu đến hàng hà cực cảnh, khẳng định đều là hậu bối huyết mạch thuần hậu, hoàn toàn có thể thông qua huyết mạch trợ giúp bước ra bước đi này. Sở dĩ cố gắng tu ra 200 vạn thậm chí 300 vạn ngôi sao, đó là bởi vì có một truyền thuyết. Nếu như có thể tu ra ngàn vạn ngôi sao lại đột phá sáng thế cảnh, này sẽ được thiên địa tán thành, được ngợi khen đặc thù, ở sau khi bước vào trảm trần thực lực thông thiên, hơn xa cùng cấp. Mà đối với những người của minh giới, thần giới này mà nói, tu ra ngàn vạn ngôi sao lại đột phá còn có một chỗ tốt, kia chính là có thể dung hợp quy tắc hai giới. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, cũng có người nói, đây mới là cực cảnh chân chính của Hằng Hà cảnh. Truyền thuyết sở dĩ là truyền thuyết, là bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai ở trong Hằng Hà cảnh tu ra ngàn vạn ngôi sao, ngay cả thiên kiêu của cấm địa cũng không làm được. Có thể tiên vực có vô thượng thiên kiêu có thể làm được, nhưng thần minh hai giới tuyệt đối không có. Theo ý nghĩ của Âu Dương Thái Sơn, là hy vọng Lăng Hàn có thể nhịn một hồi, không nên nhanh như vậy đột phá sáng thế cảnh, mà là làm hết sức đi xung kích cực cảnh trong truyền thuyết này. Lăng Hàn nhất định có thể tiến vào tiên vực, bởi vậy quét ngang thiên tài thần minh hai giới liền không đủ cần lấy tiêu chuẩn của tiên vực so sánh bằng không hắn chạy đi tiên vực nhiều nhất cũng chỉ có thể xưng một tiếng thiên tài mà không cách nào trở thành vương giả một thời đại điều này làm cho lăng hàn xoắn suýt nếu cho hắn biết điểm ấy hắn nhất định sẽ đi xung kích cực cảnh ngàn vạn ngôi sao nhưng nữ hoàng thì sao nguyên bản trăm vạn ngôi sao liền có thể đột phá từ đó ngươi nông ta nông làm chúc sự tình mọi người đều chờ đợi yêu thích nhưng muốn xung kích ngàn vạn ngôi sao vậy khẳng định phải rời lại thời gian đột phá sáng thế cảnh. Ai, vì tiền đồ của thê tử, đẩy liền đẩy đi. Lăng Hàn than thở, muộn như thế nào đi nữa, cũng là thê tử của ta, nhưng bỏ qua cực cảnh, kia chính là việc cả đời. Đặc biệt là cường giả tiên vực có thể vạn cổ bất diệt, vậy ảnh hưởng sẽ càng thêm to lớn. Nữ hoàng là tuyệt thế tiên thai, tu bí pháp tiên vương, đạt đến hàng hà cực cảnh chân chính hẳn là có thể, còn thiên phượng thần nữ, vậy cơ bản không cần cân nhắc. Lăng Hàn nói cho nữ hoàng, Hai người đều quyết định muốn xung kích Hằng Hà Cực Cảnh chân chính. Thiên Phượng thần nữ kiên định ý nghĩ, mục tiêu của nàng chính là mau chóng bước vào sáng thế cảnh, nếu Lăng Hàn cùng nữ hoàng muốn xung kích Hằng Hà Cực Cảnh, nói không chắc nàng có thể cái sau vượt cái trước, thành người thứ nhất trong bọn họ bước vào sáng thế cảnh. Xuyên Vân toa lao về phía Hải Không Tinh, nếu muốn rời khỏi minh giới, hắn phải đến chào hỏi cuồng loạn ma chủ, bá kiếm ma chủ, lúc trước bọn họ là vì hắn dũng cảm đứng ra. Còn nữa, hắn muốn theo đường cũ trở về hải không tinh vốn là ở trên con đường cần trải qua trước là âu dương thái sơn mang theo hắn rời đi tốc độ quá nhanh lấy xuyên vân toa cần gần nửa năm thời gian cái này là bởi vì xuyên vân toa được hổ nữ cải tạo bằng không tiêu tốn thời gian còn muốn gấp trăm lần sau khi thiết lập tọa độ tinh không ổn định thì thực liền không cần người điều khiển bởi vậy ba người lăng hàn cơ bản là ở trong hắc tháp gạm dược ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu để tu vi một đường tăng vọt cách chờ một quãng thời gian Lăng Hàn sẽ ra nhìn tình huống một chút, bởi vì có đạo tặc tinh không tồn tại, lữ hành tinh vũ không phải là một sự tình thái bình. Gần như 4 tháng sau, khi Lăng Hàn rời hắc tháp, không khỏi sướng sờ. Trước mặt, xuất hiện một đóa hoa to lớn đến không cách nào hình dung, cái này không chỉ lớn đến không cách nào hình dung, ngay cả màu sắc cũng không cách nào hình dung, chỉ ít Lăng Hàn không biết nên dùng màu sắc thế nào để diễn tả nó. Nhưng nó rõ ràng vô cùng lớn, rồi lại phảng phất như không tồn tại, cực kỳ quỷ dị. Đây là thần hoa gì? Lang Hàn ở trong đầu tìm kiếm, nhưng trong dược liệu cơ sở của thần giới không có một loại có thể tương xứng. Hắn lại triển khai thôi diễn, dược liệu không giống, có thể hình thành sản phẩm mới, chỉ cần hoàn toàn trưởng khống tri thức dược liệu cơ sở, liền có thể thôi diễn tất cả. Nhưng Lang Hàn vẫn không thể nào đoán ra được, có loại dược liệu nào ở sau khi dung hợp sẽ trưởng thành ra dáng vẻ ấy? Đây cũng không phải là thần minh hai giới không giống, trên thực tế hai người này vốn là một thể chỉ bởi vì quy tắc biến hóa, có chút thần dược không thể sinh trưởng ở minh giới hoặc thần giới mà thôi. T, lẽ nào đây là tiên dược, chương 1714, gần trong gang tắc thượng. Trong lòng Lăng Hàn chấn động, mặc dù ý nghĩ này có chút hoang đường, nhưng cũng không phải là chuyện không thể nào, bởi vì hắn không phải được một cây luân hồi thụ sao. Tiểu tháp, tới xem một chút, biết đây là cái giống gì không? Lăng Hàn hỏi, hư không hoa, tiểu tháp lập tức trả lời, đây là tiên hoa, nhưng chỉ sinh trưởng ở trong vết nứt không gian, bởi vậy, sẽ xuất hiện ở minh giới cũng không kỳ quái. Lăng Hàn không khỏi có chút kích động, tiên hoa, nếu ăn một cây, liền có thể lập tức thành tiên sao. Tiểu tháp không khỏi xem thường nói, nghĩ hay lắm, tiên dược chia làm rất nhiều chủng loại, nhưng căn bản không có trực tiếp tăng cao tu vi. Cái gọi là tiên hoa, chính là do một loại quy tắc trí cao nào đó của tiên vực xúc tích, bởi vậy, sau khi ăn vào, có thể dựa vào cái này thể ngộ loại quy tắc kia, có thể nắm giữ hư không hoa, đối ứng chính là quy tắc không gian, nếu như có thể nắm giữ, người ở tiên vực cũng có thể điều khiển không gian. Cái này ở tiên vực cũng là trí bảo, khả năng ngay cả tiên vương cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Hai mắt lăng hàn lè lè, vậy nhất định phải lấy được. Ha ha, tiểu tháp phát ra tiếng cười không phản đối, lại bắt đầu kiêu ngạo. Hư không hoa ẩn chứa quy tắc không gian, người bây giờ nhìn được, nhưng khoảng cách không biết bao xa, nói không chắc mới chạy tới nửa đường, tiên hoa đã bị người lấy đi rồi. Ngươi không đả kích ta sẽ chết sao? Lăng Hàn khó chịu nói, hắn hơi điều chỉnh phương hướng xuyên vân toa tiến lên. Ha ha, thái độ của tiểu tháp vẫn sống dở chết dở như cũ. Xeo, xuyên vân toa thay đổi phương hướng, đuổi về phía hư không hoa. Một ngày hai ngày ba ngày, một tháng hai tháng, như tiểu tháp từng nói, hư không hoa này chất chứa quy tắc không gian, ở đâu cũng nhìn thấy, nhưng trên thực tế khoảng cách cùng nó lại không biết bao xa. Lăng Hàn có chút muốn từ bỏ, cái này không biết phải đuổi tới năm nào tháng nào a à. nhưng đã bỏ ra hai tháng hắn cũng không cam lòng vào lúc này từ bỏ liền tiếp tục truy kích một tháng sau không gian đột nhiên trở nên vô cùng quỷ dị hắn rõ ràng tiến về phía trước nhưng không lâu lắm lại phát hiện không biết lúc nào quay đầu ấn đường cũ trở về lang hàn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nếu không gian xuất hiện biến đổi nói rõ hắn đã chân chính tiếp cận hư không hoa ở đây không gian biến hình trùng điệp cực kỳ quỷ dị Làng Hàn tiến một bước có khả năng lùi ba bước, cũng có khả năng lùi một bước nhưng tiến vào mười bước. Ở đây, con mắt, thần thức đều mất đi ý nghĩa, tồn tại tính lừa dối rất lớn. Chỉ có nắm giữ quy tắc không gian mới có thể tìm được một đường tắt. Tiểu tháp nói, người đi cũng chỉ có tốn thời gian, hơn nữa, coi như người cuối cùng tổng kết ra quy luật, nhưng chỉ cần hư không hoa thoáng làm ra thay đổi, người liền bắt đầu lại từ đầu. Ở tiên vực, tiên vương nắm giữ quy tắc không gian, thời gian là khó dây dưa nhất. Đột nhiên tiểu tháp tràn đầy phấn khởi, chủ động giải thích. Có điều, tiên vương như vậy chỉ hơi khó chơi, nếu gặp phải tiên vương tu quy tắc sát lục, vậy khả năng càng thêm xui xẻo, một ý nghĩ liền có thể cho ngươi hải cốt không còn. Chỉ luận chiến lực, sát lục tiên vương thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu, đã từng có sát lục tiên vương tầng 4 kiếm chém qua một vị tiên vương tầng 5, có điều, nếu như đạt đến tầng thứ 9, vậy tu luyện quy tắc gì cũng không có khác nhau, đều đứng ở tiên đạo đỉnh cao, quy tắc không có phân chia mạnh yếu, chỉ xem trình độ nắm giữ của bản thân. Lăng Hàn sửng sốt một chút nói, người ngày hôm nay uống nhầm thuốc sao, làm sao nói nhiều như vậy. Mặc kệ ngươi, tiểu tháp kiêu ngạo hừ một tiếng, không trả lời Lăng Hàn nữa. Đáng tiếc a, à, hổ nữ không ở đây, cô nàng này thật giống như trời sinh mang theo địa đồ, vĩnh viễn không cần lo lắng lạc đường. Lăng Hàn để nữ hoàng đi ra, thứ nhất nữ hoàng chính là tiên thai, có thể có năng lực khó tin, thứ hai hắn cũng tẻ nhạt, ôm nữ hoàng đại nhân lời chẳng ý thiếp, dù sao cũng hơn một người ngồi bất động a à. còn nữa nữ hoàng có chín phần thân chủ thân đi ra cùng hắn cũng chỉ lãng phí một phần mười thời gian tu luyện mà thôi hư không hoa nữ hoàng đại nhân cũng rất khiếp sợ nàng mơ hồ biết một ít sự tình của tiên vực đến từ ký ức của huyết mạch lại thêm luyện hóa tiên thai của cổ đạo nhất nhận thức của nàng đối với tiên vực kỳ thực còn cao hơn lăng hàn rất nhiều có chút quy tắc đặc biệt khó có thể tu luyện tỉ như thời gian không gian sát lục hắc ám bởi vì những quy tắc này không hiển hóa ở thế gian, người căn bản không thể nào nắm giữ, chỉ có thể thông qua dùng tiên dược tìm hiểu. Trước khi đạt đến Tiên Vương tầng 9, không gian tuyệt đối là một trong những quy tắc mạnh mẽ nhất. Lam Hàn gật gù, vậy nhất định phải chiếm được cây hư không hoa này. Hai người liên thủ, thả ra thần thức cảm ứng không gian biến hóa, chậm rãi đi tới. Cái này cũng là lực lượng của bọn họ không đủ mạnh, bằng không coi như không gian nơi này phức tạp hơn thì đã làm sao? Một quyền liền trực tiếp phá hủy mạnh mẽ mở ra một con đường. Đáng tiếc, bọn họ lại không phải tiên nhân, làm sao có khả năng đối kháng tiên hoa nhiễu loạn không gian. Nhưng hai người bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài, liên thủ lại, vẫn để cho tốc độ tiến lên tăng rất nhiều. Nhưng chỉ sợ như tiểu tháp từng nói, nếu như hư không hoa đột nhiên thay đổi quy tắc không gian, vậy bọn họ liền bắt đầu lại từ đầu. Phu, không qua mấy ngày, một vệt kim quang đại đạo giải ra, đến một vị ma chủ, hư không hoa này quá dễ thấy, cho dù cách mấy tinh vực cũng có thể thấy rõ, nếu như không đưa tới mấy ma chủ đó mới gọi không bình thường. Đó là một nam tử nhìn qua chỉ hơn 50 tuổi, dáng dấp vô cùng uy vũ, hắn căn bản không có nhìn nhiều xuyên vân toa, không vào sáng thế cảnh, làm sao có khả năng gây nên lực chú ý của hắn. Hắn cũng thả ra thần thức, muốn ở trong không gian phức tạp này tìm ra một con đường. Lăng Hàn không sợ tên ma chủ này, cũng không phải bởi vì hắn còn có hai lần cơ hội quán lực, mà là không gian nơi này quá phức tạp đừng nhìn bọn họ chỉ cách nhau hơn 10 dặm, nhưng có khả năng để một vị ma chủ cũng phải nhiễu tới mấy năm mới có thể đi tới trước mặt bọn họ. Không gian thần kỳ, khiến người ta thán phục, chương 1715, gần trong gang tất hạ. Lăng Hàn không khỏi cảm thấy hứng thú, nếu có thể trưởng khống quy tắc không gian, người khác công kích tới, hắn có thể trực tiếp na di đi chỗ khác, thậm chí đánh về phía đối phương. Mà nếu hắn ra tay, có thể trong nháy mắt vượt qua khoảng cách không gian, vậy cách một tinh vực giết người cũng sẽ trở nên có thể. Đáng tiếc, quy tắc không gian căn bản không phải ngươi có thể thông qua quan sát thiên địa liền nắm giữ, nhất định phải thông qua tiên dược. Ông ông ông, từng kim quang đại đạo giải đến, càng ngày càng nhiều ma chủ bước đến, hiển nhiên đều sản sinh hứng thú với tiên hoa này. Một tháng sau, Lăng Hàn đột nhiên phát hiện, phía trước xuất hiện một cây hoa chỉ cao một thước, dáng dấp y như hư không hoa ngập trời kia, như có sắc lại tựa như vô sắc, rõ ràng hư vô đến không tồn tại, lại sắc thái sặc sỡ, xinh đẹp không cách nào hình dung chân thân của hư không hoa, đóa hoa chiếu giỏi tinh vũ, vô cùng lớn kia, chỉ là hư không hoa thông qua pháp tắc không gian bắn ra hư ảnh. Cũng chỉ có khoảng cách hơn dặm, không gian bốn phía cây tiên hoa kia sụp đổ, nằm ở trạng thái cực kỳ không ổn định, lúc nào cũng có thể hóa thành một hố đen. Có thể thấy hư không hoa nói rõ nó đã sinh trưởng đến cực hạn, bắn ra sắc thái đẹp nhất, kế tiếp sẽ héo tàn. Tiên hoa như vậy căn bản sẽ không kết hạt, do quy tắc trong thiên địa trực tiếp xúc tích ra, cho dù là tiên vương cũng đừng hòng đào tạo không chỉ lăng hàn những ma chủ kia cũng đều xuất hiện ở phụ cận mỗi một người đều là ánh mắt sáng quắc ngoại trừ lăng hàn cùng nữ hoàng hẳn là không có những người khác biết lai lịch của hư không hoa nhưng bọn họ có thể suy đoán ra cây hoa này bất phàm vậy tự nhiên là phải ra tay cướp đoạt nếu không muốn chết đều cút ngay cho bản tọa một tên ma chủ lạnh lùng nói lấy thần thức truyền ý chí của hắn cũng thể hiện ra tu vi của hắn huyền ma vừa thị uy lập tức có một phần ba người quay đầu rời đi huyền ma quá mạnh mẽ, căn bản không thể ngang hàng. Này dù sao chỉ là một cây thánh dược mà thôi, vì thế khai chiến với một tên huyền ma là quá không sáng suốt. Cái này tự nhiên là bởi vì bọn họ không biết hư không hoa chính là tiên dược, bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ đụng một cái. Hư, những người còn lại nếu bị bản tỏa gặp gỡ, đừng trách bản tỏa hạ thủ vô tình. Tên huyền ma kia lạnh lùng nói, đó là hoang vân ma chủ của Đô Long Tinh, ở trong huyền ma cũng là cấp bậc bá chủ, có điều, nơi này không gian trùng điệp, gang tắc chính là thiên nhai hắn không hẳn có thể là người thứ nhất được thánh dược có thật nhiều ma chủ không tin tà tuy trong bọn họ còn có mấy cái hoàng ma nhưng ma chủ ở trên tốc độ không có bao nhiêu khác nhau bởi vậy trước tiên đắc thủ thánh dược sau đó hoàn toàn có thể quay đầu rời đi đoạt bảo đương nhiên là mỗi người dựa vào thủ đoạn nếu như ai thực lực mạnh nhất liền nhất định có thể đắc thủ vậy mỗi lần di tích cổ mở ra còn có nhiều người đi vào tranh cướp như vậy sao lang hàn cũng chấn định tự nhiên vì một cây tiên dược dùng đi một lần hắc tháp sót lực là hoàn toàn đáng giá. Ô, thực sự là vận may, vừa ra cửa một chuyến, lại gặp phải một cây hư không hoa. Một thanh âm vang lên, chỉ thấy nơi này có thêm một người trẻ tuổi, bận áo vải màu trắng, nhìn qua vô cùng mộc mạc, nhưng chỉ cần nhìn trên áo vải có từng viên từng viên phù văn tỏa ra, liền biết bộ y phục này chính là trí Chí bảo. Một người trẻ tuổi, không coi ai ra gì, thật giống như cây tiên hoa này đã là vật trong túi hắn. Nhưng lang hàn cả kinh, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, hư không hoa là tiên trùng, có thể biết tên xác thực, chỉ có người của tiên vực. Cấm địa cũng cực ít người biết, loại tiên hoa này quá hiếm thấy, trải qua bao nhiêu năm, cấm địa còn có thể lưu lại tư liệu sao. Người này đến từ tiên vực, đây chỉ là một suy đoán, nhưng người này rõ ràng chỉ là sáng thế cảnh, nhưng có thể từ tiên vực đến nói rõ sau lưng hắn tất nhiên có thế lực lớn giúp đỡ, bằng không không thể đi tới nơi này. Có điều, người của tiên vực chạy tới nơi này làm gì? Lăng Hàn đã từng nắm giữ qua lực lượng sáng thế cảnh viên mãn chân chính, bởi vậy, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, người trẻ tuổi này không phải ma chủ, cũng không phải thánh nhân, mà là hai người gồm cả, sáng thế cảnh chân chính. Không ít ma chủ đều nhìn về phía người trẻ tuổi kia, người này rất hung hăng, không coi ai ra gì, nhưng cũng rất trẻ trung, ở cái tuổi này có thể trở thành ma chủ, cực kỳ phi phàm. Người trẻ tuổi này nhìn lướt qua mọi người, không nói gì, nhưng trong ánh mắt mang theo khinh bỉ mãnh liệt loại cảm giác ưu việt kia thậm chí vượt xa người cấm địa để lăng hàn hoàn toàn có thể khẳng định hắn tuyệt đối đến từ tiên vực ha ha một đám cặn bã cũng dám cùng ta tranh cướp tiên vật người trẻ tuổi lắc đầu lộ ra một nụ cười ta tên hàn kỳ còn đến từ nơi nào các ngươi không xứng biết các ngươi chỉ cần biết rằng ta cao cao tại thượng chỉ có thể cúng bái là được lập tức cút cho ta bằng không giết không tha lần trước là hoang vân ma chủ nói chỉ là lần này hoang vân ma chủ cũng thành đối tượng bị khinh bỉ để vị huyền ma này không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhưng nơi này không gian trùng điệp, đừng xem chỉ cách mười mấy trượng, nhưng khoảng cách chân thực là mấy trăm triệu dặm cũng không phải là không có khả năng, ngay cả ra tay cũng không cách nào thương tổn được đối phương. Chờ coi, tất cả mọi người đều thầm nói, bọn họ đương nhiên sẽ không để một người trẻ tuổi như vậy ở trong lòng, cho rằng cho dù đối phương bước vào sáng thế cảnh, nhiều nhất cũng chỉ là hoàng ma mà thôi. Bọn họ dồn dập đi tới, bay về phía cây hư không hoa. Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng cũng ra xuyên vân toa, ở đây tốc độ không là vấn đề, bởi vậy không cần dùng xuyên vân toa, ngược lại bởi vì ở trong pháp khí phi hành, ảnh hưởng thần thức của bọn họ. Khi nữ hoàng hiện thân, vũ trụ tối tăm cũng phảng phất như sáng sủa rất nhiều, mỗi người không thể tránh khỏi mà bị dung nhan tuyệt thế của nữ hoàng hấp dẫn. Hàn kỳ cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm, thu hồi ánh mắt, nhưng lại nhìn qua lần nữa, trên mặt lộ ra vẻ kinh diễm. Tuyệt sắc cỡ này, cuộc đời ít thấy, hắn tim đập thình thịch, cũng làm ra quyết định, mỹ nữ như vậy phải thuộc về hắn. chương 1716, Hàn Kỳ, vừa thu hoạch một cây tiên dược, lại được một tuyệt thế mỹ nhân, ha ha, vốn tưởng rằng gia tộc phái hắn tiến vào nơi nguyên thủy này rèn luyện là một sự tình khổ sai, không nghĩ tới lại để hắn gặp phải tạo hóa lớn. Hư không hoa, đặt ở tiên vực cũng cực kỳ quý giá, mà mỹ nhân như vậy, e là tiên vực cũng không tìm được một người có thể ngang hàng. Tất cả mọi người đang toàn lực ứng phó về phía trước, nhưng ở trước mặt không gian quỷ dị như vậy, không có một người có thể chân chính bộc lộ tài năng. Ngay cả tiên cấp cũng không có bước vào, tự nhiên ai cũng không có ưu thế đáng nói. Rõ ràng chỉ còn lại hơn một dặm, nguyên bản tùy ý một bước liền có thể vượt tới, nhưng sau bốn ngày, bọn họ mới đi tới gần như trăm trượng, càng tiếp cận hư không hoa, không gian trồng chất liền càng lợi hại. Nhưng mà, lại khoảng trăm trượng, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thần thức buông lỏng, đã không còn bất luận ràng buộc gì. Không gian khôi phục bình thường. Hư không hoa chập trờn, rõ ràng không có tỏa ra bất luận mùi vị gì, nhưng tất cả mọi người lại nghe được một luồng hương vị thấm mũi, làm cho tâm thần người say mê. A à, Miêu a à, cẩu gì cũng chạy đến a. À. Một tên ma chủ quét mắt nhìn hai người lăng hàn, khóe miệng mang theo xem thường, nhưng câu nói tiếp theo lại nói: Các ngươi tạm ở một bên nhìn, bản tỏa có thể bảo đảm các ngươi không việc gì. Hắn là bị tuyệt thế phong tình của nữ hoàng động tâm, bởi vậy mới sẽ nói lời như vậy, bằng không hắn là tuyệt đối không quản nhiều như vậy. Ma chủ khác chỉ cười nhạt, cũng không nói thêm gì, vẻ đẹp của nữ hoàng để trái tim đã sớm phủ đầy bụi, chỉ còn lại theo đuổi võ đạo đỉnh cao của bọn họ cũng dục ra dục dịch. Cho dù không có tên ma chủ kia nói, bọn họ cũng sẽ xuất thủ lưu ý, chắc chắn sẽ không tổn thương nàng. Hàn kỳ đầy mặt xem thường nói, đều cút cho ta, tiểu lâu la cũng dám cùng ta tranh cướp cơ duyên. Người trẻ tuổi, người quá ngông cuồng, hoàng vân ma chủ lạnh lùng trách mắng, muốn chết, hàn kỳ một chỉ điểm ra, cũng không có cảnh tượng sơn băng địa liệt gì, mà chỉ có một đạo ánh sáng màu đỏ bay ra, nhưng tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mới vừa ra liền xuất hiện ở trước mặt Hoang Vân Ma Chủ. Phốc, huyết quang trực tiếp từ cái chán của Hoang Vân Ma Chủ đi vào, sau đó từ sau gáy bay ra, một chùm máu tươi tung tóe, ánh mắt của tên Ma Chủ này lập tức ảm đạm, sinh cơ tán loạn. Trong hư không không có trọng lực, hắn vẫn duy trì tư thế đứng thẳng như cũ, nhưng tứ chi vô lực rủ xuống. Trong thiên địa tỏ ra một loại khí thức bi thương, mưa máu bay tán loạn, tiếc hận một tên ma chủ từ trần. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó kinh hãi. Kia là một vị huyền ma a, à, lại bị một người trẻ tuổi một đòn thuấn sát, cái này như mộng ảo, để bọn họ hoài nghi hai mắt của mình, có phải là chúng ảo thuật gì không? Bảo các ngươi cút không cút, vậy liền không trách ta đại khai sát giới. Hàn kỳ lạnh lùng nói, oanh, hắn không hề bảo lưu mà thả ra khí thức của mình, như núi lở, như biển gầm, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Thiên 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 thiên, thiên ma, một tên ma chủ run giọng nói tràn ngập sợ hãi nguyên bản coi như là hoàng ma cũng không quá sợ một vị thiên ma bởi vì tốc độ của mọi người gần như không trêu chọc nổi ta còn trốn không thoát sao hơn nữa trêu chọc cuống lên ta ta nhìn chằm chằm đời sau bằng hữu đệ tử của ngươi ra tay coi như là thiên ma cũng rất đau đầu vì lẽ đó trừ khi có quyết tâm đánh giết đối phương nếu không cho dù thiên ma cũng cho hoàng ma mấy phần mặt mũi dù sao đều là đại nhân vật đứng ở sáng thế cảnh nhưng hiện tại không giống. Không gian nơi này trùng điệp, thời điểm đến phải hao phí lượng lớn thời gian, muốn về cũng phải tiêu tốn thời gian đồng dạng, đủ khiến một tên thiên ma từ từ thong dong giết bọn họ tới mấy trăm lần. Đây là hoàn cảnh tuyệt vọng, có mấy người nhìn chằm chằm hư không hoa, bọn họ tin tưởng không gian nơi này trùng điệp là do cây kỳ hoa này mà lên, nếu lấy đi đóa hoa này, không gian mới có thể khôi phục như cũ, vậy bọn họ chạy liền chạy, tin tưởng ngay cả thiên ma cũng không thể truy bắt. Ha ha, từ bỏ loại ảo tưởng không cần thiết này đi. Hàn Kỳ cười to, trong cơ thể hắn có sương mù màu trắng tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực. Tất cả mọi người nhất thời cảm giác thân thể thật giống như bị làm pháp thuật, ngay cả một ngón tay cũng không cách nào nhúc nhích. Xong đời, Hàn Kỳ đứng chắp tay, tựa hồ căn bản không để những ma chủ này ở trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn, những cái này chỉ là run dế mà thôi, đánh bại bọn họ thì đã làm sao, cần đắc ý sao. Bởi vậy, hắn cũng ra tay vô tình, chỉ điểm qua một chút, đùng, đầu của một tên ma chủ lập tức nổ thành nát tan, thần hồn cũng tiêu diệt. Ta hận nơi này, hắn một bên thu ngón tay lại, một bên nhìn mọi người, thưởng thức vẻ sợ hãi trên mặt bọn họ. Nguyên bản vị trí của ta là thánh địa tu luyện, nhưng trưởng bối trong tộc vì rèn luyện ta, cố ý đưa ta vào địa phương nguyên thủy gian khổ này. Ta rất hoài niệm bằng hữu trước đây của ta, ta muốn về, nhưng ta chỉ có thể đợi ở chỗ này cùng các ngươi trộn lẫn. Hàn Kỳ dừng một chút, lại nói: ta cũng không hộ oan ức, các ngươi xứng sao. Đùng, hắn lại điểm chỉ một cái, tên ma chủ thứ hai chịu khổ bạo đầu. Có điều, trời cao cuối cùng cũng coi như mở mắt. Hắn nhìn về phía loạn tinh nữ hoàng, đưa ta một tuyệt thế giai nhân, còn có một cây tiên dược. Ha ha, ta liền vui lòng nhận, hắn thò tay ra, tóm tới nữ hoàng, tiểu tháp, lăng hàn nhẹ nhàng nói, vù, nhất thời, trong cơ thể hắn nhất thời phun trào lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt liền đầy tu vi của hắn tới sáng thế cảnh đại viên mãn hắn ra tay, một quyền đánh tới bàn tay của Hàn Kỳ, oanh, bàn tay kia nhất thời bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Hả, hà, Hàn Kỳ hơi run run, hắn giơ tay nhìn, nơi gan bàn tay đã nứt ra, có máu tươi tuôn trào, trong suốt như ngọc thạch. Hắn không khỏi nhìn về phía Lăng Hàn nói, ngươi đúng là có mấy phần quái lạ, rõ ràng chỉ là hằng hà cảnh. Lại đột nhiên nắm giữ tu vi sáng thế cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Ô, khí tức này, người lại dung hợp quy tắc hai giới. Người không phải người nơi này chương 1717, khách tiên vực, cổ giới đã chia ra làm hai, quy tắc cũng thuận theo chia ra làm hai, vĩnh viễn không thể có người đồng thời nắm giữ quy tắc hai giới, dung hợp, mở ra cửa lớn của tiên vực. Bởi vậy, có thể dung hợp quy tắc hai giới liền chỉ có một khả năng. Giống hắn, đến từ tiên vực, lời này nghe vào trong tai ma chủ khác, mỗi người đều sinh ra hy vọng. Sáng thế cảnh đại viên mãn đỉnh cao, vậy không phải là thiên ma đỉnh cao sao? Vậy, chỉ cần lăng hàn chịu cứu, Bọn họ sẽ không phải chết. Lăng Hàn thả ra khí thế của mình, trùng kích xương trắng, nhưng đây chính là bí pháp của Hàn gia, tuyệt không phải khí thế có khả năng đối kháng, vẻn vẹn chỉ có thể để bản thân Lăng Hàn khôi phục tự do mà thôi. Ha 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 ha, Hàn Kỳ cười to, nếu đồng dạng đến từ tiên vực, lẽ nào ngươi không biết, đây chính là tiên pháp, không phải khí thế của ngươi có khả năng phá tan. Ngươi là người của nhà nào thành nào, hãy xưng tên ra, miễn cho bị ta ngộ sát. Hắn đây là dò hỏi thân phận của Lăng Hàn nếu như lăng hàn ở tiên vực lai lịch rất lớn vậy hắn sẽ hạ thủ lưu tình dù sao được thả tới nơi này rèn luyện tuyệt không là con rơi của gia tộc ngược lại chỉ có thiên kiêu được coi trọng mới nhận được cơ hội như vậy cổ giới tàn tạ nhưng nếu như có thể ở chỗ này tu luyện tới viên mãn vậy tiềm lực tương lai không thể đo lường hơn nữa trừ khi kỳ tài ngất trời chân chính nếu không gia tộc sẽ không thể hao tốn sức lực đưa vào cổ giới thiên tài như vậy trên người khẳng định bị bí thuật nào đó nếu bị người giết chết gia tộc có thể dễ dàng suy tính ra hung thủ trừ khi thực lực của hung thủ còn ở trên người thi thuật bởi vậy hàn kỳ trước tiên phải xác định thế lực sau lưng của đối phương hắn trêu chọc được không hắn ngông cuồng nhưng không đần độn một chút nào bằng không cũng không thể được đưa đến cổ giới rèn luyện nhiều ma chủ nghe đến không hiểu ra sao tiên vực này là nơi nào một tổ chức mạnh mẽ nào đó của minh giới sao lang hàn cười nhạt nói thương nguyệt thành đinh gia hắn hoàn toàn không ngại kéo chút cừu hận cho Đinh ra. Hàn Kỳ suy tư một trận, không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ nói. Hóa ra chỉ là một thành nhỏ, hắn không còn kiêng kỵ, tuy hắn chưa từng nghe nói Đinh ra này, lại biết thương Nguyệt Thành là đẳng cấp nào, chảm trần liền có thể xương tôn, hoàn toàn không thể đánh đồng với Hàn gia. Có điều, hắn hơi có chút kỳ quái, chảm trần lão tổ nhiều nhất chỉ có thể tự mình phá vào cổ giới. Hẳn là không có năng lực đưa những người khác tiến vào. Quên đi, không cần để ý, ngược lại ở trước mặt hàn gia, chảm trần cảnh cũng bé nhỏ không đáng kể. Người cũng không ước lượng mình có bao nhiêu cân lược, lại dám khiêu khích ta. Hàn kỳ cười lạnh nói, trong lòng hắn xác định, tự nhiên không còn kiêng kỵ, tay phải thò ra, tóm về phía lăng hàn. Lăng hàn vận chuyển cực dạ chi ám, bóng tối vô tận mở ra, hóa thành u ám thuần túy nhất, ngăn cách ngũ giác. Khu vực xương trắng bao phủ lập tức biến mất, bị hắc ám xâm chiếm, nuốt chừng, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất, mà cuối cùng biến thành tư thế 5 năm, tất cả chiếm một nửa giang sơn. Hả, ồ, Lăng Hàn cùng Hàn Kỳ đều hơi kinh ngạc, bởi vì bọn họ đều không ngờ, thực lực của đối phương lại có thể chống lại mình. Lăng Hàn rất nhanh liền thoải mái, đây chỉ là hắc tháp sót lực, để hắn nắm giữ lực lượng cùng quy tắc của sáng thế cảnh đại viên mãn, nhưng trên thực tế, đây không phải là thực lực chân chính của Lăng Hàn. Hắn tin tưởng đến thời điểm đó mình có thể càng mạnh hơn. Nhưng Hàn Kỳ là thật khiếp sợ, hắn lai lịch lớn cỡ nào. Hàn gia ở tiên vực ít có đối thủ, mà hắn là người tài ba trong thế hệ tuổi trẻ của Hàn gia, sức chiến đấu phải nghiền ép cung cấp. Nhưng Lăng Hàn lại có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, chỉ là ở trên lực lượng cùng công pháp gần như mà thôi. Hắn lập tức cười gần, sức chiến đấu không phải là những con số cố định này quyết định, bằng không còn đánh cái gì, trực tiếp so cái này là được. Lăng Hàn cười nhạt, cái này cũng là hắn muốn nói, nắm giữ đại sát khí như cửu thiên hỏa, đánh nhau cùng cấp, ai có thể ngang hàng. Người ít nhất phải nắm giữ công pháp cấp bậc tiên vương. Các ngươi đều lui về phía sau, ta bảo đảm các ngươi không có việc gì. Hắn từ tốn nói, bởi vì cực dạ chi ám cùng xương trắng đứng song song, những ma chủ kia cũng khôi phục thân thể tự do, Lăng Hàn nói chính là nói với bọn họ. Nhiều ma chủ đều cảm khái, ban đầu có một vị ma chủ nói lời tương tự với hai người Lăng Hàn, dưới cái nhìn của bọn họ là chuyện đương nhiên, nhưng vạn vạn không ngờ, mới qua bao lâu, đối tượng nói câu này lại đổi thành bọn họ. Hơn nữa, bọn họ còn phải nhận tình, 30 năm phong thủy thay phiên chuyển, thật nhanh, hư, lùi hay không kết quả đều giống nhau, chỉ có một con đường chết. Hàn Kỳ không phản đối nói, hắn lộ ra bí mật tiên vực, những người này chỉ có một con đường chết. Băng vụ, hắn khẽ quát một tiếng, xương trắng lập tức hóa thành hàn khí um tùm, ngay cả đối với sáng thế cảnh đại viên mãn cũng sản sinh uy hiếp to lớn bốn phía cho dù những ma chủ kia có lăng hàn chặn ở trước mặt cũng lạnh run cảnh giới của bọn họ tranh lệch có chút lớn làm sao có khả năng đối kháng sáng thế cảnh đại viên mãn lăng hàn nhìn loạn tinh nữ hoàng nhẹ nhàng nhấn một cái thu đối phương vào hắc tháp hàn kỳ là một kình địch hắn phải đề phòng những ma chủ sau lưng kia nhân cơ hội ra tay với nữ hoàng nên có tâm phòng bị người hắn cũng không muốn đến thời điểm đó hối hận hàn vộ sao lăng hàn cười nhạt đối phương chắc chắn sẽ không nghĩ đến trong cơ thể hắn có một luồng lực lượng bổn nguyên là cửu thiên hỏa. Tiên diễm, oanh, trong cơ thể lăng hàn phun trào hỏa diễm trắng lóa, có đại đạo phù văn ở phía trên. Hàn kỳ xem thường, chỉ là gia tộc trảm trần mà thôi, tu luyện tiên pháp có thể mạnh đến mức nào. Nhìn, đại đạo phù văn cũng không hoàn chỉnh, cái này còn muốn chống mình. Người ngốc nằm mơ, hả, nhưng hắn lập tức phát hiện không đúng, bởi vì băng vụ hắn phóng thích đang hòa tan, lần thứ hai khôi phục lại cục diện cùng lăng hàn cân sức ngang tài. Cái này cái này cái này, hắn kinh ngạc, tiên thuật của mình lại thật bị chống lại. Làm sao có thể chứ? Đại đạo phù văn của đối phương không hoàn chỉnh, cái này cũng đã có thể đối kháng mình, vậy nếu hoàn chỉnh, mình còn là đối thủ sao? Chương 1718, Chiến Hàn Kỳ. Đây là đệ tử của một gia tộc trảm Trần. Hàn Kỳ không tin, trong lòng hắn không khỏi hơi động, kỳ thực hắn tiến vào cổ giới ngoại trừ rèn luyện ra, còn có một sứ mệnh, chính là tìm kiếm tiên vương Di bảo lúc trước bại vong ở cổ giới ở trong náo động lớn chỉ có số ít thế lực tầng dưới chót mới có thể hoàn chỉnh rời tiên vực tỉ như cấp trảm trần ở trên trảm trần mỗi thế lực đều bị tàn sát nhiều nhất cũng chỉ là mấy tiểu nhân vật mới may mắn lưu vong đến cổ giới mặt khác chính là tiên vương tiên vương quá mạnh mẽ cho dù bị vây công cũng có thủ đoạn thoát thân nhưng ở cổ giới lâu mặc ngươi là tiên vương thì đã làm sao tuổi thọ vẫn sẽ khô cạn tuy cũng không có mấy tiên vương rơi vào cổ giới nhưng vẫn khiến rất nhiều gia tộc ở tiên vực quan tâm Hàn Kỳ chính là như vậy, một bên rèn luyện, một bên tìm kiếm tâm tích của tiên vương Di Bảo. Hắn nhìn Lăng Hàn, trong lòng dâng lên một suy đoán. Cái tên này sẽ không phải được truyền thừa tiên vương chứ. Như nếu không, chỉ là gia tộc chảm trần, làm sao có thể so với hắn. Ha ha, đây thực sự là cơ hội trời cho. Hắn lộ ra vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ, lần này thật đúng là kiếm bộn rồi, tiên dược, tuyệt sắc, bí pháp tiên vương, một hơi để hắn được ba loại. Không nên lộ ra loại vẻ mặt này, đây là mơ hảo. Lăng Hàn từ tốn nói, làm người phải làm đến nơi đến chốn, không nên nghĩ tới tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Ha ha, Hàn Kỳ cất tiếng cười to, người còn rất cuồng, bình thường, ăn ngay nói thật mà thôi. Lăng Hàn nhún vai một cái, vậy hãy để cho ta xem một chút, đến cùng là miệng của ngươi mạnh hay là thực lực của ngươi cứng. Thân hình của Hàn Kỳ hơi động, đã giết tới trước người Lăng Hàn, đấm ra một quyền, vù, vô số phù văn hiện lên, quấn quanh ở trên quả đấm của hắn, mà phía sau hắn thì hiện ra một đạo tinh hà, ngôi sao nằm dày đặc. Hắn chuyên tu quy tắc băng xương, trong một quyền đấm ra, ngay cả hư không cũng bị ngưng tụ, cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn không sợ, cung quyền đấu đối diện, oanh, 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 hai người chân thật đấu mười mấy quyền, ở trên mặt này khó phân cao thấp. Bọn họ đều là sáng thế cảnh đại viên mãn, hơn nữa đều nắm giữ quy tắc hai giới, sức chiến đấu cách biệt cũng không nhiều. Có điều, Lăng Hàn khẽ nhíu mày, ở trong hình thức đấu đối diện này, hắn phát hiện thể phách của mình không chịu được. Phải biết, hắc tháp sót lực chỉ tăng lên cảnh giới của hắn, thể phách vẫn dừng lại ở cấp độ ban đầu. Mà hàn kỳ xuất thân tiên vực, được tài nguyên tu luyện nhiều kinh người, ở trên thể phách cũng có trình độ rất cao, hầu như có thể so với thần thiết cung cấp. Cái này kém xa bất diệt thiên kinh, nhưng hiện tại là cực kỳ nghịch thiên, hầu như đứng ở thế bất bại. Ha 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 ha, loại cặn bã từ thành nhỏ như ngươi đi ra, như thế nào xứng so với hàn gia ta. Hàn kỳ cười như điên, song quyền liên tục hùng hổ dọa người hắn muốn thừa thế sông lên oanh vỡ lang hàn tranh lệch cảnh giới thực sự là quá to lớn để thể phách của hắn kém xa lang hàn thầm lắc đầu sẽ không tiếp tục cùng đối phương liều mạng nắm đấm, triển khai lôi đình kiếm pháp xeo 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 kiếm khí ngang dọc diệu chuyển trời cao hắn hung hăng đột phá phá tan công kích của hàn kỳ trong một quyền đấm ra kiếm khí hóa thành một vệt ánh sáng đâm thẳng mặt hàn kỳ băng phong tầng 9 hàn kỳ nhẹ rên một tiếng Sương trắng đột nhiên ngưng tụ ở trước mặt hắn băng kết hình thành phòng ngự như tường thành trên tường băng đại đạo phù văn hiện lên đây là phòng ngự cứng rắn không thể phá vỡ oanh ánh kiếm đánh tới nhưng chỉ đánh ra một vết nứt nhỏ ở trên tường băng thứ nhất ngay cả tầng chín của ta cũng không đánh tan được còn vọng tưởng tổn thương ta hàn kỳ cười gằn thật không biết người từ đâu tới dũng khí lại dám đấu với ta lăng hàn hừ một tiếng phát động cửu thiên hỏa hỏa diễm rừng rực bốc cháy lên ở trên nắm đấm tường băng nhiễu tuyết gặp phải canh sôi, lập tức hòa tan. Cái gì, Hàn Kỳ kinh hãi, cái này vẫn chưa xong, cửu thiên hỏa phát huy, nắm đấm của Lăng Hàn lướt qua, từng tầng tường băng tựa như giấy, bị Lăng Hàn đột phá, ép thẳng tới trước người Hàn Kỳ. Hàn Kỳ nghẹn ngào, thất sắc, đây là tiên thuật gì, lại khắc chế cửu u băng vụ của Hàn gia đến thảm như vậy. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Hàn coi như lại giỏi, nhiều nhất cũng chỉ đột phá hai ba tường băng, nhưng vạn vạn không ngờ, hỏa diễm vừa ra, liền thế như trẻ tre hắn không thể không bước trở ra, hỏa diếm kia thật đáng sợ, hắn có loại cảm giác, nếu như bị bắn trúng, quy tắc đại đạo hệ băng trong cơ thể hắn sẽ bị hòa tan. Đáng chết, cái này nhất định là bí pháp tiên vương, thông qua công pháp tiên vương tu luyện ra tiên diếm, bằng không làm sao có thể khắc chế cửu u băng vụ. Phải biết, hàn gia là chúa tể của tam tinh đại thành, có lão tổ tiên phủ cảnh, không biết mạnh hơn chảm trần bao nhiêu lần. Cửu u băng thứ, thân hình của hàn kỳ chấp động, tách ra một đòn của lăng hàn, sau đó cấp tốc tiến hành phản kích một chỉ điểm ra xương trắng ngưng kết thành một băng mâu đâm tới sườn trái của lăng hàn một mâu này nếu đâm trúng ngay cả một hành tinh khổng lồ cũng sẽ nổ tung ẩn chứa toàn bộ lực lượng cùng quy tắc của một vị cường giả sáng thế cảnh đại viên mãn lực phá hoại đáng sợ đến không cách nào hình dung lăng hàn một quyền đấu đối diện hắn đánh ra một đạo hỏa diễm rừng rực hóa thành một thanh thần kiếm chém về phía băng mâu oanh mâu cùng kiếm va chạm một mảnh hồng cùng trắng mở ra đây là hỏa cùng băng va chạm cũng là hai loại quy tắc đại đạo va chạm để toàn bộ thế giới biến thành hai loại màu sắc những ma chủ kia đều trốn về phía sau nhưng vẫn bị dư âm xung kích đến mặt cháy đen ngoài thân lại mang theo băng trụ cái này là bởi vì bọn họ bước vào ma chủ đổi thành hằng hà cảnh một làn sóng dư âm này xung kích liền đủ để xóa bỏ toàn bộ bọn họ cheng một tiếng vang có thể chấn động vũ trụ vang lên thanh hỏa kiếm chặt đứt băng mâu hung hăng phản kích chém về phía hàn kỳ hàn kỳ kêu rên liền oanh hơn 10 phát, đánh ra từng đạo từng đạo băng mâu, dựa vào số lượng mạnh mẽ phá tan hỏa kiếm. Sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, cũng biến thành cực kỳ thận trọng, Lang Hàn mạnh mẽ ra ngoài dự liệu của hắn, tuyệt không thể lại ôm tư thái xem thường, bằng không hắn thật có thể bị Lang Hàn chém xuống. Chương 1719, quyết đấu mạnh nhất minh giới. "Giết!" Lang Hàn gầm nhẹ một tiếng, thân hình nhảy ra, hai tay múa tung, lần thứ hai thăng cấp lôi đỉnh kiếm pháp. Lần này, hắn hòa vào uy năng của Cửu Thiên Hỏa. Lăng Hàn cùng Hàn Kỳ ác chiến, bằng tâm mà nói, hai người có thể hoàn toàn xứng đáng xưng một tiếng cường giả. Một cái là vương giả từ tiểu thế giới từng bước một đi ra, một cái khác là thiên kiêu tiên vực, bất kể là thể phách, công pháp, lực lượng đều là đứng đầu nhất cổ giới. Bọn họ va chạm, kịch liệt, đặc sắc, đủ để ghi vào trong sử sách vạn cổ truyền lưu. Những ma chủ kia cũng nhìn mà kinh ngạc đến ngây người. Hai người trẻ tuổi, người nào cũng kém bọn họ vô số năm tháng, nhưng cái sau vượt cái trước, bỏ lại bọn họ ở đằng xa. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn A, bọn họ cảm khái, lại không có một chút mơ ước hư không hoa, hiện tại bọn hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là bình an rời đi. Có người đã bắt đầu lui lại, nhưng cũng có chút người lưu lại, thứ nhất là muốn tận mắt chứng kiến quyết chiến mạnh nhất trong lịch sử minh giới, thứ hai cũng là một loại giúp đỡ với lăng hàn. Người cứu ta, ta ngay cả dũng khí ở một bên vì người khuyến khích cũng không có, vậy ta còn có tư cách xưng một tiếng ma chủ sao? Lăng hàn chân chính gặp được hình địch, hắn xác thực nắm giữ không ít tiên pháp, nhưng hàn kỳ cũng giống như thế, hơn nữa còn là đời sau của thế lực tiên phủ cấp, nắm giữ tiên pháp càng mạnh mẽ hơn lăng hàn, bất kể là tuế nguyệt Thiên thu, cực giả chi ám đều không chiếm được thượng phong ở trước mặt đối phương. Cũng còn tốt, bởi vì bọn họ không có bước vào tiên cảnh, không cách nào phát huy uy năng chân chính của tiên thuật, tuy tiên thuật có sự khác biệt, nhưng rơi xuống cấp độ sáng thế cảnh, kỳ thực khác biệt cũng không phải rất lớn. Không tồi không tồi thực lực rất mạnh đủ để ta lấy ra thực lực chân chính hàn kỳ cười to tay phải điểm một cái băng xương ngưng tụ hóa thành một bộ thân thể băng xương có chút tương tự dáng dấp của hắn nhưng cao to chỉ ít gấp trăm lần hàn xương thiên ảnh hắn trầm thấp nói tay phải liền điểm từng người khổng lồ băng xương liên tiếp xuất hiện cả người quấn quanh quy tắc băng xương có đại đạo hóa thành sông dài chảy xuôi ở trong người giết cho ta hàn kỳ ra lệnh một tiếng hết thảy người khổng lồ đều bước động hai chân giết về phía lăng hàn Lăng Hàn không sợ, hai tay rung lên, trong tay hắn đã có thêm một thanh hỏa nhận, đây là cửu thiên hỏa biến thành. Hắn giết về phía đám người khổng lồ, một kiếm chém qua, phốc, liền có một người khổng lồ bị hòa tan thành hơi nước. Xem chiêu, Hàn Kỳ cũng vào tới, hai tay hắn kết ấn, chân áp về phía Lăng Hàn. Cắt cho ta, Lăng Hàn giật động thiên uy, xung kích về phía Hàn Kỳ. Ừm, Hàn Kỳ không khỏi cả kinh, lực lượng của hắn bị cắt rơi hai tinh. Ở trong đối kháng cấp bậc này, Lực lượng kém đến hai tinh sẽ ra sao? Hắn lập tức hét lớn một tiếng, trong cơ thể có đại đạo phù văn phát sáng, chặn lại trùng kích như thế. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, không hổ là Thiên Kiêu Tiên vực, một chiêu này không có tác dụng. Hắn cũng không đáng kể, tuy Hàn Kỳ có thể chống đỡ thiên của hắn uy, nhưng đối phương gọi ra người khổng lồ băng xương lại không được, bị hắn chém liên tục, tiêu diệt toàn bộ. Nên dung hợp Cửu Thiên Hỏa vào trong Lôi Đình Kiếm Pháp a. Lăng Hàn thầm nói. Hiện tại kiếm đạo hắn đi chính là bao hàm thiên hạ vạn vật, chỉ cần có tác dụng, hắn liền nhét vào trong kiếm pháp. Loại đi dườm ra lấy tinh hoa, chỉ bảo lưu bộ phận uy lực mạnh mẽ nhất. Hắn giật động lôi đình kiếm pháp, hỏa uy năng của cửu thiên hỏa vào. Đây cũng không phải là lực lượng quy tắc, mà là một đoàn hỏa diễm chân chính, ở tiên vực cũng có thể coi là chí bảo, một trong chín đại tổ hỏa. Bởi vậy, muốn hòa cửu thiên hỏa vào trong lôi đỉnh kiếm pháp, vậy thì không giống trước. Một bên lăng hàn chiến đấu, một bên suy nghĩ, hiện tại hắn để hai người đồng thời vận chuyển, bởi vậy, trong kiếm pháp tự nhiên mang theo một tia uy năng của Cửu Thiên Hỏa, nhưng cách để Cửu Thiên Hỏa hoàn toàn phát uy, tranh lệch vẫn còn có chút xa. Nếu như có thể để hai người kết hợp càng thêm hoàn mỹ, sức chiến đấu của hắn lại có thể tăng lên một đoạn. Chờ chút, nếu Cửu Thiên Hỏa là lực lượng bản nguyên của hắn, vậy cần gì phải hết sức dung hợp chúng nó? Cái này vốn là lực lượng của mình a, à? Lăng Hàn không khỏi lộ ra nụ cười, hắn đi nhầm đường. Kỳ thực đáp án lại cực kỳ đơn giản, nếu Cửu Thiên Hỏa chính là lực lượng của hắn, hắn trực tiếp thôi thúc là được, lại dương Lôi Đình kiếm pháp, hai người liền có thể hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Hắn là ở trên dòng suy nghĩ rơi vào một vùng sai truyền thống, cho rằng Cửu Thiên Hỏa chính là ngoại lực, trên thực tế, từ khi hắn luyện hóa Cửu Thiên Hỏa, nó đã biến thành một bộ phận thân thể của hắn. Ha ha ha, hắn cười to, đột nhiên chỉ tay vung lên, xèo, ánh kiếm đánh ra, nhanh đến không cách nào hình dung. Trong nháy mắt liền cắt đến trước người Hàn Kỳ, trong ánh kiếm bao vây một đoàn liệt diễm. Hàn Kỳ kinh hãi đến biến sắc, hắn không sợ bí pháp của Lăng Hàn, chỉ sợ đoàn hỏa diễm kia. Hắn vốn định đấm ra một quyền, hóa giải ánh kiếm này, nhưng nhìn thấy bên trong còn bao vây liệt diễm thì nhất thời bỏ đi ý nghĩ này. Soạt, một đạo hàn quang lướt qua, chỉ thấy trong tay Hàn Kỳ đã có thêm một lá cờ, chỉ dài một thước, nắm ở trong tay của hắn có vẻ hơi quái dị. Lá cờ có chút cũ phía trên vẽ một mãnh thú phun ra hàn vụ hà lang hàn kinh ngạc vừa nãy mãnh thú trên lá cờ này giống như đột nhiên sống lại phun ra một đạo xương lạnh đúng lúc ngăn chặn ánh kiếm của hắn bằng không nếu như hàn kỳ bị bắn trúng cửu thiên hỏa đã sớm thiêu sạch có thể buộc ta dùng cửu u hàn thủy kỳ người cũng đủ để tự hào hàn kỳ lạnh lùng nói nhưng hiện tại người có thể đi chết hắn vung động lá cờ vù lá cờ đón gió liền dài hóa thành một chiến kỳ dài tới ba trượng hắn xem cột cờ là trường thương quét đâm về phía lăng hàn mà mãnh thú trong lá cờ cũng đang không ngừng phun ra hàn khí làm cho cả tinh vũ tựa như rơi vào trong hầm băng vô tận cho dù là ma chủ thì đã làm sao cường giả bốn phía đều lạnh run không tự chủ được ôm lấy hai tay mạnh mẽ thiêu đốt hảo diễm sinh mệnh tiến hành đối kháng bằng không hảo diễm sinh mệnh sẽ tắt lăng hàn cũng không khách khí lấy ra tiên ma kiếm cùng kiếm gỗ xong kiếm hợp bích đón lấy chiến kỳ